Alo mọi người. Ok cả nhà, vô mọi người ơi. Mọi người ơi, thì á ngày hôm nay em nói nghe nè, đợi đông đủ vô một xíu đi, em sẽ hỏi ý kiến mọi người một cái nha. Ly sẽ hỏi ý kiến cả nhà một cái. Dạ. Thật ra mà nói ngày hôm nay cái chương trình mà Ly đăng clip cho cả nhà mình đó, mọi người thích không? Trời ơi. Đẹp gì đâu luôn á mọi người, nè. Thích lắm luôn á mọi người, ha. Nè. Toàn là lấp lánh kiêu sa không luôn mọi người ơi, ngày hôm nay lung linh lấp lánh kiêu sa không luôn. Rồi mọi người vô đông đủ á mọi người ơi, gói ngũ cốc hả? À, cái gói hạt á mọi người, gói hạt á mọi người nhận hàng chưa? À, gói ngũ cốc còn không em? Đã nhận xong rồi phải không? Nhận được đồ rồi, đẹp lắm Ly ơi. Dạ em cảm ơn mọi người. Rồi cả nhà mình ơi, thì vô livestream này Ly muốn hỏi mọi người một điều. Để chút xíu đi, để chút xíu đông đủ xíu nha. Rồi hỏi ý kiến cả nhà rồi bắt đầu mình lên luôn. Hỏi ý kiến tất cả mọi người và bắt đầu mình lên luôn cho buổi live ngày hôm nay nha cả nhà nhé. Đợi chút xíu, gắng cố gắng share like dùm Ly cái nha, cố gắng mọi người share like cho Ly một cái. Dạ rồi, xong lên đông đủ người xong bắt đầu Ly sẽ hỏi mọi người một ý kiến như vậy. Trước tiên đợi xíu nha, để lên 300 người đi cả nhà, lên 300 người vô xem là hết tiền luôn Ly ơi. Dạ không có, hôm nay đồ ngon bổ rẻ, ngày hôm nay là đồ ngon bổ rẻ xịn, hàng chất lượng lắm. Hôm nay hàng ăn đông không à, ngày hôm nay là tập hợp hàng ăn đông không mọi người nhé. Dạ hôm bữa giờ bị ẩn comment hả, gói hạt ngon lắm nha. Dạ em cảm ơn chị Danh Thảo, nhận rồi đúng không? Dạ nhận rồi, để em coi coi còn hàng thì em ấy cho ha. Ok cả nhà rồi. Cả nhà mình ơi, cả nhà ơi, rồi lên 300 người bắt đầu Ly thông báo. Em Ly hỏi ý kiến bắt đầu, cuộc hỏi ý kiến bắt đầu nha cả nhà. Cùng nhau đồng loạt cho Ly xin, nhất định ngày hôm nay phải cho Ly xin một cái nút chia sẻ. Nước hoa Âu có về không? Hàng ống 5 năm ống 100. Sao hỏi sao hay vậy trời, hôm qua em có nói trên bài đăng mọi người có thấy đúng không? Nước hoa ống hàng hàng Âu á thì Ly có một bịch gì đó, hôm nay về có một bịch như vậy thì nhưng mà nó về vỏn vẹn có vài mùi thôi cả nhà. Rồi, bây giờ cái cuộc hỏi ý kiến bắt đầu nha cả nhà. Thì á ngày hôm nay Ly có những cái lô áo lấp lánh kiêu sa này, và set áo len, set đồ len, quần rinh ống rộng và quần rinh sọt, thì tất tần tật ngày hôm nay có cái sản phẩm rẻ nhất là 69k và sản phẩm cao nhất là 99k. Đối với giá em Ly bán chia, nếu mà Ly chia ra từng loại nha cả nhà, nếu mà Ly chia ra từng loại, nếu mà Ly chia ra từng loại thì sẽ có dao động giá. Chẳng hạn như sẽ có lô 69.000, em lại đang nói với cái giá Ly bán cho mọi người nha, sẽ có lô 69.000, có lô 79.000, có lô 89k, có lô 99k, và trong giới hạn đó thì bây giờ ngày hôm nay cả nhà mình muốn mua với cái chế độ là đồng giá 75k hết toàn bộ, muốn lựa cái gì thì lựa, muốn đặt cái gì thì đặt, đặt cho thả ga luôn, nhưng mà sẽ là một giá một. Mọi người chọn cho Ly đi, mọi người chọn cho Ly một giá hay là từng loại đó, mọi người em theo ý kiến mọi người, cả nhà comment cho Ly một giá hoặc là từng loại. Nếu mà từng loại thì Ly sẽ chia ra và Ly sẽ bán theo dao động là từ 69k tới 79k tùy theo loại nha, và giá rẻ nhất là 69k, không có thấp hơn nữa, 69k, từ 69k tới 99k. Mấy chị muốn Ly bán đồng giá 6 à, đồng giá 75k toàn bộ hay hoặc là nước hoa đó thơm lâu lắm Ly. Dạ em cảm ơn chị Trần Linh. Hoặc là chị em mình muốn Ly bán từng loại, một giá hoặc từng loại. Rồi bình luận đi, bắt đầu em Ly lên cho chị em mình một giá hoặc từng loại. Dạ rồi, ok cả nhà, em cảm ơn chị Bích Thuận, em chào chị Bích Thuận nè mọi người ơi. Giống như cái hỏi ý kiến của Ly á mọi người, ai chị nào có cái ý kiến nào nhiều nhất thì Ly sẽ bán theo cái đó nha cả nhà. Trong đó có set bộ quần jean, quần đùi, quần sọt, quần kaki, quần umi, rồi set bộ, set đồ ngủ. Trời ơi, đồ ngủ dập Ly đẹp cực kỳ luôn, đồ ngủ dập Ly đẹp xuất sắc,
Nhưng ngày hôm nay mấy chị muốn ly chia ra từng loại hay là bán một giá? Muốn chia ra từng loại hay bán một giá? Em thấy cái số đông như thế nào thì em ly sẽ ưu tiên làm như thế đó nha cả nhà nhá. Ok cả nhà. Rồi, ngay bây giờ hỗ trợ cho Ly xin một nút xe livestream giùm em, đồng giá 79k, 75, không phải 79 là 75 luôn. 75 cành luôn. 75 cành, ok không? Lên thì ok thì em Ly bán luôn. Ok không? Dạ, từng loại hay là 75k đồng giá thì mọi người cho Ly biết nha cả nhà nhá. Cho Ly biết. Hôm nay bí mật cho cả nhà biết nè. Dạ, hôm nay Ly có một cái phụ kiện á mọi người, titan á, titan không rỉ á, nhưng mà đang trên đường giao qua, mọi người đợi Ly xíu nha. Một bộ mà cỏ ba lá full hộp như thế này nè mọi người đó, một cỏ ba lá mà full hộp như thế này mà giá mua tầm hình như một bộ ba món luôn, cả bông tai, cả vòng cổ, cả hoa tai luôn, ở lắc tai luôn, mà ngày hôm nay á mọi người ơi, giá cực kỳ đỉnh luôn á cả nhà, giá cực kỳ đỉnh luôn, mọi người đợi Ly xíu nha mọi người nha. Rồi ok, bắt đầu lên luôn nha. Rồi, đồng giá đi em, đồng giá từng loại, đồng giá thì em thấy trong cái mắt của Ly nhìn thấy á, là hầu như nhá, hầu như là đồng giá là nhiều á cả nhà, đồng giá là nhiều. Em nói thật luôn, bây giờ thời buổi bây giờ mấy chị cầm không có bao giờ mà mấy chị cầm ra một 70 mấy ngàn mà mua được một cái áo xịn sò như Ly bán cho cả nhà đâu, thật sự luôn. Rẻ gì cũng phải 150, rẻ gì cũng phải 150. Rồi bán đi. Bán ly ly rồi, ok vô bán luôn nha cả nhà ơi. Bắt đầu vô chị em mình show luôn. Cái nào trước bé ơi? Đây, mấy chị nhìn nè. Áo này là Ly sẽ bán với giá 79.000 á. Chỉ có những cái áo ba lỗ, áo thun ba lỗ, áo này nè. Nếu mà giá mặc định Ly phải bán 79 cành, tại vì giá vốn nó rất là cao luôn mọi người. Đó, cái hàng này vải cực kỳ xịn. Trời ơi, nó chiếu một cái, ở ngoài nó chiếu cực kỳ luôn mấy chị, ở ngoài nó chiếu cực kỳ, tại trong đây là nhiều đèn quá, nó sáng quá đó, nó quá sáng đó, thành ra là cả nhà thấy nó đỡ chiếu đấy. Hàng này, những cái hàng này là Ly toàn là Ly đang định bán với giá 79.000 này, cả nhà nhớ không đó, hàng này đi đang định bán với giá 79.000, nhưng mà chị em mình muốn mua một giá rồi mua một giá luôn, em bán tất tần tật nha, là 75.000 đồng giá hết. Chị em mình chọn cái gì thì chọn. Hàng này đáng lẽ Ly bán 79.000 là chỉ có những cái áo bộ ba lỗ, áo ba lỗ là Ly mới bán 69.000 thôi. Áo ba lỗ là Ly bán 69 cành. Còn những cái chiếc áo đính hộp, đính đá như thế này là Ly bán đồng giá ha. Rồi ok, đồng giá nha cả nhà. Rồi cả nhà ghim giùm em bài đi. Buổi live ngày hôm nay đặc biệt chú ý, đồng giá 75 cành. Áp dụng chứ nào chia sẻ bài live giùm Ly nha. Rồi mấy chị ghim giùm em bài đi. Đồng giá 75k áp dụng khách hàng chia sẻ giúp em nha. Nha cả nhà nha. Em đang like, em đang like. Em đang like. Dạ, dạ. Rồi ok mấy chị. Rồi mấy chị ghim giùm em bài nha, bắt đầu lên chương trình luôn mấy chị ơi, lên chương trình nha. Đồng giá 75 cành, mấy chị hỗ trợ cho Ly xin vài cái nút chia sẻ bài like và tương tác bài like giúp em trước nha cả nhà nha. Nhưng mà trời, mấy chị ơi. Cái áo này em nói thật luôn. Cái vải siêu đỉnh luôn, form này là 60 cân đổ về được hết nha cả nhà. Mấy chị ghim giùm bé Ly một bài đi. Đồng giá 75 cành, đáng lẽ những cái áo này hồi nãy em xét giá cho chị 79.000 đúng không? Em sẽ sửa lại 75.000 hết nha. Tất cả em sửa trong máy giùm chị đi. Em sửa vô máy giùm chị, đồng giá 75 cành hết giùm chị nha. Ok cả nhà, đẹp chưa mọi người ơi. Rồi bắt đầu lên mã số 1 mọi người ơi, mã số 1 hôm nay là không có quà ơi ít gì trơn á, nhưng mà sẽ là đồng giá hết cho cả nhà mình ngày hôm nay nha mọi người nhá. Ok cả nhà. Rồi lên đi cả nhà. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 1. Chốt trước mã 1 đi cưng ơi. Mã 1 nha. Rồi tốc độ lên luôn giúp em. Em xét giá rồi em phải bắt nhân viên của em sửa lại nè. Tại vì mọi người chọn đồng giá thì em Ly bán đồng giá, chứ áo, những cái áo thì áo này nè là Ly phải bán là 79 cành đó cả nhà. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số mấy ta? Mã 1 giúp em nhé mọi người. Mã số 1 giùm Ly con này. Cảm ơn chị Ánh Tiết nè. Em cảm ơn mọi người. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 1, có hàng không bé? Rồi cho chị cái kẹo đi bé ơi, mã 1. Rồi lên đi anh ơi, lên giúp em đi, mã 1 ha. Áo đính đá màu đen yên tâm, cái gì cũng có. Em sẽ like từ từ tới mọi người ơi, Ly sẽ like từ từ tới cho chị em mình nha, yên tâm. Miễn sao đồng giá 75.000, cái này mấy chị chọn á mọi người. Chứ thật sự những cái áo đính đá này em phải bán 79 cành em Ly mới có lời. Chỉ có những cái áo ba lỗ sắc nách như vậy nè là Ly bán 69.000. Tại vì hàng này là hàng chuẩn ăn đông. Hàng chuẩn ăn đông, nhập vốn hơi bị cao luôn mọi người. Nhập vốn hơi bị cao luôn, đây nè cả nhà nhìn nè.
Nhìn cái áo nó đỉnh lắm mọi người ạ. Nè, không? Rồi cho lên mã số 2 nha cả nhà. Nhìn cái áo nè, vải nè mọi người. Vải đã lắm luôn ấy mà cả nhà. Rồi cho lên con này sẽ là mã 2 giùm em. Rồi chốt mã 2 đi cưng ơi. Mã 2. Rồi cho lên mã số 2 trong bịch cũng được đó. Mã 2 giúp em. Rồi chốt mã 2 đi cưng. Ok cả nhà. Long lanh lấp lánh kêu xa ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi. Đẹp ha. Nè, nhìn nè. Mấy chị thấy không? Vải nè. Đừng lo. Em Ly chọn cho cả nhà, mấy chị đừng lo. Mã 2 giùm Ly nè. Nhìn cái hàng ăn đông của người ta nè. Đó. Thấy không? Nhìn xịn không? Rồi mã 3 giúp Ly nè. Nhớ giùm em nha, thương tình mọi người hỗ trợ cho Ly xin vào cái nút xe nha. Hôm nay nhớ xe giùm em nhiều nhiều nha cả nhà. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 3 nha. Mã số 3 giúp Ly con này đẹp quá. Cái áo cái vải cực kỳ đẹp luôn mọi người, nhìn nè. Nó vừa lon màu nó vừa đính hộp mọi người ơi. Rồi chốt lên con này sẽ là mã 3. Mã 3 chốt đi cưng, mã 3. Đây. Mã 3 giúp em, màu đen đi cưng. Ok tình yêu. Nha, hôm nay tất tần tật đồng giá cho chị em mình chơi luôn nha cả nhà. Đó. Rồi chốt lên con này sẽ là mã số 3 giùm Ly. Mã số 3 nha cả nhà. À. Một cái áo mà chị em mình thầm thương trộm nhớ từ cái bài đăng. Thầm thương trộm nhớ từ cái bài đăng trước đó cả nhà. Thầm thương trộm nhớ từ cái bài đăng trước. Đẹp ha. Rồi chứ lên con này sẽ là mã 4 giùm em con này. Mã số 4 nha quý vị. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Anh ơi, anh thấy ai có chia sẻ anh chốt giùm em đi. Rồi hàng này em nói thật luôn. Chưa bao giờ mà Ly cầm trên tay một cái áo mà mấy chục ngàn mà nó xịn như vậy luôn á mọi người ạ. Rồi chứ lên con này sẽ là mã số. Số 4 giúp Ly con này nha cả nhà. Mã này là mã số 4 giùm em. Ok là đẹp quá. Nhìn cái áo này mọi người ơi. Rồi lên mã 4. Xuất sắc không? Mà cái form này mọi người mặc siêu đẹp nha. Cái form này mọi người mặc rất là hắc dáng. Nó không phải là tốp lửng lên trên, mà nó vừa phải như vậy nè mấy chị. Nó vừa phải đó. Nó vừa phải như mặc lên rất là form, rất là đẹp. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 4 giùm em con này. Mã 4. Mấy chị em thầm thương chậm nhớ đúng không? Mã số 4 này. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 4 giùm em con này nha. Mã 4 giùm Ly. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. Siêu đẹp. Đấy. Trời ơi, em nói là cái lô này nó xịn mọi người ơi, 60kg đổ về giùm em. Rồi, chơi lên con này sẽ là mã 4 giùm Ly nha cả nhà. Đẹp quá. Vải kìa. Đáng đồng tiền bắt gạo luôn á mọi người ạ. À. Đáng đồng tiền bắt gạo. Những cái áo này mọi người, phối chân váy nè, phối quần rin dài nè, quần rin sọt nè, chân váy rin nè, chân váy xòe nè. Mấy chị phối tất tần tật đều hợp giùm em. Phối tất tần tật luôn, cái form áo rất là đẹp. Form áo nó không phải ngắn cuộn lên trên giống như hàng hot girl nha mấy chị, nhưng mà cái form áo nó vừa phải rất là sang. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 4 hả cô? Mã số 4 giúp Ly con này, mã 4 giùm em. Ok cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn nè. Chưa đâu, mở màn, tình cảm rồi, nhanh lên đi anh ơi. Mã số 4 giùm em nha. Ok cả nhà. Đẹp quá. Trời ơi, phải nói là tôi mê cái lô này tới mức mà một mình chỉ 15 cái hết tiền. 15 cái hả? Một mình em hàng vừa về là một mình tôi 15 cái. Cái vải nó đẹp dữ lắm luôn á mấy chị. Cái vải nó đẹp dữ lắm luôn. Nè, nhìn nè. Nhìn cái vải đi, mọi người nói chuyện nè. Cái vải nè. Ở đâu ra cái áo này mà mọi người mua được giá này. Vải rất rất là đẹp cho chị em mình. Mọi người phải mặc cái quần rinh đồ này nọ rất là sang luôn. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 5 nha quý vị. Mã này là mã số 5 giúp em, đẹp quá mọi người ơi. Rồi, lên mã 5 đi anh. Mã 5. Đẹp quá, cái vải này em nói thật luôn ý. Chính bản thân Ly ra Nguyễn Trại, Ly mua một cái áo như thế này 250 mấy nghìn một cái áo, vải y xì như thế này luôn. Bởi vì Ly nói là hàng này ăn đông người ta sale ra cho mình. Đó, rồi cho Ly con này sẽ là mã số 5. Đẹp quá cả nhà. Xuất sắc. Ok mấy trái mình. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 5 vải nè mọi người. Cả nhà nhìn cái vải. Trời ơi, bao mê luôn. Ừ. Và áo này chị mua 210 ngàn một cái nha. Thì Ly nói với mọi người á, thì cái hàng này á mọi người phải cố gắng lên. Tại vì do là em ôm sale. Ví dụ em ôm nguyên một lô đó thì người ta kiểu như người ta đang sản xuất hàng Tết hay là cái gì đó, người ta gom lại và người ta sale cho mình nha. Cố gắng lên. Mã 5 em hết hàng ạ. Mã 5 Ly hết hàng. Đây, trong bao bì luôn nha. Bây giờ không có treo móc nữa mấy cái móc thì. Đây cái mấy tiền. Trời ơi. Mọi người nhìn nè. Đẹp không? Cái vải về nhất cái nách luôn á mọi người. Cái vải về mọi người ưng cái bụng lắm luôn ý. Rồi cho Ly số 6 nha.
Mã số 6 giùm em con này. Đó, thì cũng giống như Ly nói với mọi người nè. Đấy, nè. Đó. Hàng mọi người biết rồi, hàng người ta bỏ sỉ là toàn 180, 190 một cái bỏ sỉ. Nên là khi mà người ta giao cho mình á, người ta chỉ trừ cái mặt cổ này thôi. Người ta chỉ để lại mặt cổ nè mọi người, nè. Người ta chỉ để lại cái mặt cổ thôi, người ta không có dám để cái mặt tên thương hiệu à, tên sạp của người ta nữa, nên là mọi người thông cảm chứ. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 6 thôi con. Rồi nhanh lên ơi, mã số 6 giùm em đẹp không? Đó, thì cũng giống như Ly nói với mọi người á, hàng này người ta bỏ sỉ á là 189 một cái. Thì người ta sale ra cho mình với cái giá này, luôn luôn lúc nào người ta sẽ bỏ đi cái mặt tên sạp của người ta, người ta bỏ đi. Và người ta sẽ giữ lại cái mặt cổ này nè. Đó, không? Rồi cho Ly con này sẽ là mã số mấy bé ơi? Số 6 giùm Ly con này, đẹp không? Ồ đẹp quá mọi người ơi, lon mòn. Cái vải mấy chị ơi, về tê tái lắm luôn á các chị mình. Mã 6 giùm em nha. Mấy chị khách quen hôm nay nhất định phải chia sẻ giùm Ly nha cả nhà nhớ. Rồi, cho Ly con này sẽ là mã số 6 giùm bé con này. Nhớ nha, nhớ phải chia sẻ giùm em ấy. Rồi, đẹp quá. Chị thích cái vải lon lon hả? Cái vải lon lon chị đúng ý em rồi đó, em cũng thích lắm luôn ấy. Cái vải lon lon em cũng thích lắm luôn ấy. Nè. Mấy chị nhìn cái vải nè. Nhìn cái vải nè mọi người. Mấy chị khách mới đặt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Nhìn cái vải nè. Mà cái form này mọi người mặc bao sang. Cái form này nó không có ngắn cuộn tuốt là trên tay đâu nha. Nó sẽ là form dạng như là nó sẽ là form gọi là form hắc dáng mọi người. Đó nè. Form nè. Ở form này mấy chị mặc quần jean ống rộng, quần jean ống bát, quần jean ống ôm gì cũng đẹp. Mặc chân váy xòe xòe nhìn cũng cưng nữa. Nha, nó dễ phối đồ lắm. Rồi cho Ly mã 7 giùm em. Rồi lên cho Ly con này sẽ là mã số 7 nha quý vị ơi. Dạ. Thích mấy cái lon này lắm Ly ơi. Dạ em cũng thích nữa mọi người ơi. Nên là cái lon này về em thật sao xuyến. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 7 giùm Ly nha mọi người. Mã số 7 form cực đẹp luôn. Cái form cực kỳ đẹp. Nhưng mà đặc biệt á, cái lon này có ít tờ tiền. Có mỗi màu có mười mấy cái à. Mỗi màu có mười mấy con thôi mọi người thông cảm nha. Rồi, cho mấy Ly con này sẽ là mã số 7 giùm em nha mấy chị. Mã 7 giúp Ly. Nè mấy chị, đặc biệt là cái màu này có 19 cái thôi, có mười mấy cái thôi. Cái lon, tại vì cái lon này nó đang rất là bán rất là chạy. Vải xịn lắm mọi người. Vải rất xịn. Vải rất là xịn luôn giúp em. Dạ, yeah. Mã số 7. Lon nữa đi cưng. Rồi, lên thêm màu lon nữa cho chị em mình nha. Màu này đẹp nè. Màu này đẹp nè. Màu đẹp nè. Màu này thì nó nghiêng về đen. Nó đen đen cam á. Đen nó sẽ pha màu cam vô đẹp lắm. Nè. Mấy chị thấy không? Đó. Nè, em đâu nói là không mọi người đâu. Nè, nhân viên em để nè, 12 cái thôi. Đặc biệt những cái hàng đính đá nó còn có số lượng nha. Còn cái những cái lon này nó rất là ít luôn, cực kỳ hiếm luôn. Cái lon này một cây vải mà xịn xịn, mấy chị nhìn cái cổ áo người ta may nè, làm nè, rất là đẹp luôn. Tay của nó sẽ là bạc lai như thế này giùm em mã số 8 hả cưng. Mã số 8 giùm Ly con này form nói đẹp quá. Sao mà chịu nổi. Mã 8 ở cả nhà cố gắng. Mọi người nhớ chia sẻ giùm Ly để coi cho cái bài là cái comment của mình đó, nó sẽ hiện lên hàng đầu nha cả nhà. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 8 giùm Ly con này. Quá xịn luôn á mọi người, 77.000. Thiệt sự luôn ý. Rồi cho Ly mã số 8, em Ly có 12 con. Em thấy mọi người thích quá đúng không? Thì bây giờ được nước làm tới ha. Em sẽ lên cho mấy chị một cái màu. Đấy. Màu này cũng có. Chị vào xem tin nhắn, nhận được tin nhắn là có hàng. Màu này cũng có mười mấy cái thôi. Mã số mấy hả cơm? Mã 9 hả? Trời, nó đẹp cơ mọi người nhìn nè. Cái màu nó đẹp vô đói luôn á cả nhà nè. Ha. Rồi chớ Ly con này sẽ là mã số 9 giùm em. Mã 9 giùm Ly là hết rồi đó. 19 cái áo này. À. Xinh ha. Cái phần lon cũng nói là mọi người đẹp dữ lắm luôn. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 9 giùm Ly con này, mã số 9 nha cả nhà. Đẹp quá bé ơi. Xuất sắc. Cái vải lon này là cái vải đang cực kỳ hiếm. Cái vải này nếu mà cả nhà mình bỏ tiền ra mấy chị mua giá nghiêm, em đảm bảo luôn cái vải lon này mấy chị mua giá không dưới 200k một cái áo. Vải cực kỳ mát luôn. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 9 giùm Ly con này nha cả nhà. Mã 9. Đẹp quá. Form đẹp lắm. Form rất là đẹp luôn á mọi người. Rồi cho Ly mã số 9 giùm Ly con này nha cả nhà. Xịn quá mọi người ơi. Thiệt sự cầm cái áo trên tay mà chỉ biết là thốt lên là đó, trời ơi tại sao mà có một cái lô này mấy chục ngàn để tôi bán vậy. Thì có chỉ biết nói câu đó thôi á.
cầm trên tay một cái áo mà sao mình nói là tại sao mình có được cái lô này vài chục ngàn để mình bán vậy trời, đẹp lắm luôn. Mã này là mã số 9 giùm em nha mọi người, mã số 9 giùm Ly nha. Ok mấy chị, mã 9 rồi. Đây hả tiền, bên đây hả tiền. Nó đẹp kìa bay ơi. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em. Nhận nè, được tin nhắn là nhìn hàng người ta xịn, người ta có bỏ cho mình một cái bao riêng nữa nè mấy chị không. Cái bao này nhiều khi mấy chị có sách đi đâu đó thì mấy chị đó, mấy chị có đi đâu cái sách đi đâu thì mấy chị sách người ta bỏ cho mình vô trong đó đó. Nhìn nè, vải đẹp lắm mọi người ạ. À, mã số 10 nữa cơ. Mã 10 đẹp không? Nhìn nè, tê chưa, tê tải chưa, tê tải lắm luôn ý. Rồi mã 10 dùng Ly nha các chị. Mã số 10 dùng em con này. Ok cả nhà, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái lô ngày hôm nay đỉnh lắm. Mấy chị thấy không, không có ai có mấy cái lô này bán đâu với giá này đâu. Tại vì hàng sale á mấy chị ơi, phải là quen biết dữ lắm luôn, người ta mới chịu sale, người ta mới dám sale cho mình, chứ người ta không có dám sale bán khơi khơi với cái giá này đâu. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 10. Cái này mọi người có bắt gặp mấy chị mua hàng nghiêm thì nhiều lắm. Hàng nghiêm là 200 nghìn một cái, 200 mấy nghìn một cái hàng nghiêm. Đấy. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 10 giống Ly con này nha. Đẹp quá. Xuất sắc mấy trẻ ơi. Rồi mã 10 nha các chị, mã 10 giùm Ly. Ok là Lan chị chưa mua được hả? Dạ cố gắng đi. Lan từ từ, tại vì bây giờ hiện tại bây giờ nhân viên em á nó sẽ bóc cho Ly á, nó sẽ bóc cho Ly cái nào trên đầu em Ly like trước là trước. Đây cái này vừa lon và vừa đính đá nè. Cái con này vừa lon mà vừa đính đá luôn ha. Cái con này sẽ là vừa lon vừa đính đá luôn giùm Ly, vừa lon vừa đính đá, đảm bảo chị em mình sẽ mời thiệt sự luôn. Nhìn cho chị Ly trước cái vải nè mọi người, nhìn cho Ly trước cái vải đây nè, nè nè, nhìn cho Ly trước cái vải rồi mấy chế ha. À, vừa lon vừa đính đá đẹp không? Em hắt cái mặt ra phía sau nha cho cả nhà thấy nguyên vẹn của nó nè. Đó, vừa lan vừa đính đá, xịn chưa? 11 ha nha. Rồi chứ Ly con này sẽ là mã 11 giúp Ly con này, đẹp không? Cái đá này to, đúng to luôn mọi người, chứ không phải nhí đâu nha. Cái đá to rất là sáng luôn, vừa lan vừa đính đá. Còn về cái chất liệu vải cả nhà không các cần phải nói, để em nói cho. Dạ, rồi chứ Ly con này sẽ là mã số 11 giùm Ly nha cả nhà. Mã 11 giùm em. Nhớ giùm em mã 11 á, thì nó có đính cái, nó vẫn là đính đá nhưng mà nó sẽ là đính đá theo hai cái tên thương hiệu khác nhau. Ví dụ cái này là sẽ là chữ khác nè, đây. Nhưng mà nó sẽ y chang vậy, nó sẽ nó. Đó, ha mọi người. Nó có hai cách đính đá, ba cách đính đá luôn. Nó có ba cách đính đá luôn mà em thấy cái nào cũng đẹp luôn. Rồi mã 11 giùm em nha. Cái áo bảy mấy ngàn dơ lên nó xịn gì đâu Ly ơi, thiệt sự luôn ấy. Chưa bao giờ em nghĩ có cái lô áo này lấy Ly bán luôn mọi người, bảy mấy nghìn. Thật sự hàng này trăm mấy, 200 nghìn mấy chị kiếm thì có đầy. Đây, nhưng mà được với cái giá này mới là hiếm nha cả nhà. Nè, ở nó có ba cách đính đá nha mấy chị, nó sẽ có ba cách đính đá, vừa loan và vừa đính đá giùm em nhá, mọi người nhá. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 11 á mọi người ạ. Mã số 11, đẹp xuất sắc. Đẹp quá mọi người. À. Ly mãi đỉnh nha, không phải đâu với chị hên thôi. Nhiều khi mình hên á, mình có sự quen biết á, thành ra là khi mà người ta sale hàng, người ta cũng tự tin người ta sale cho mình. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 11 dùm em nha các nhà. 11 nè, cái vải nó lon nè mấy chị. Cái vải nó đo lon nè, hay không? Đẹp lắm luôn cái áo này. Rồi mã 11 dùm Ly nha mấy chị. Xuất sắc cực kỳ luôn mấy chá. Có xét không cưng? Dạ có luôn chị, đợi Ly xíu nha. Tại vì em sẽ có rất là nhiều chị chưa đặt được hàng á, đợi em like chút xíu áo Ly sẽ lên bộ cho. Bộ set gì cũng có hết trơn. Ngày hôm nay hứa chị em mình bán đồng giá thì em bán đồng giá hết set cũng là 75.000 luôn. Con này là em thích một cái là cái chất của nó mọi người, nó vừa loang nha. Cái chất của nó vừa loang mà nó vừa là có đính hộp luôn á. Đẹp hả? Rồi chơi Ly con này sẽ là mã 11 giúp Ly con này.
Bao xịn ly ơi. Dạ em cảm ơn mấy chị, tập trung nha. Nhớ em ưu ái chị nào luôn luôn lúc nào cũng ưu ái cái cả nhà mình, share like cho Ly, luôn luôn lúc nào cũng vậy nha cả nhà. Cố gắng lên giùm em. Rồi chơi Ly con này sẽ là mã số 11 đó mọi người ạ. Mã 11 giùm Ly con này nha cả nhà. Đẹp quá mọi người. Bao xịn sò luôn mấy chế. Thật sự luôn. Mã 11 giùm Ly nha. Đẹp không? Ngày hôm nay á mọi người. Ở có bộ phụ kiện. Ủa bộ phụ kiện sao chưa qua vậy ta? Hôm nay mọi người đợi Ly nha. Bộ phụ kiện chất liệu titan. Không rỉ không xét mấy chị. Ai đã từng mua của Ly qua rồi, gắng cố gắng hôm nay có mẫu mới. Ngày hôm nay có mẫu mới nha. Nhớ họ tim họ like dùm em nha. Nhưng mà em chờ họ giao qua đó mọi người. Em Ly chờ họ giao qua. Rồi đếm đi cưng ơi. Mã 11 nhá. Mã 11 Ly hết hàng. Mã 11 Ly hết nha cả nhà. Đây. Nhìn cái áo nè. Tiện gì đâu luôn mấy chị ơi. Ủa cái này á bé ơi. Ê lộn. Là chị đẩy cái hộp này. Rồi vậy có nhiêu đây thôi hả? Có nhiêu đây thôi. Cho chị mã số đi. Luôn luôn lúc nào Ly cũng ưu ái các chị mình chia sẻ cho Ly nha. Dạ mã 12 nè cả nhà. Mã 12. Rồi lên đi cưng ơi. Mã số 12 giúp em. Đẹp lắm. Ok mã 12. Ok cả nhà. Mã số 12 dùng em, chuẩn bị đeo titan cho chị nha Tiền ơi. Đẹp lắm bộ đó, bộ đó rất là đẹp luôn mọi người. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 12 giúp em. Các chị. Dạ mã 12 chốt với cưng yêu ơi. Mã 12. Thích Loan hả? Đây Loan đây. Mẫu Loan trong lòng các chị đây nha. Nhớ dùng em nha cả nhà. Cả nhà mình á. Cả nhà mình á. Đặt được một cái sản phẩm Mini, cả nhà cố gắng giữ uy tín giùm em nha cả nhà. Thật sự luôn. Rồi chơi Ly con này sẽ là mã số 13. Mã 13 giúp em nè. Ly có 18 cái thôi, mã 13 bung ra đi cơ. 13 giùm em. Chị có số lượng rồi, khỏi ấy em lấy bộ em đeo chị được rồi bé. Titan về cả nhà ơi. Xếp Titan về đó cả nhà mình. Dạ. Ok cả nhà. À, tiếng nói của Ly lớn rồi còn đeo mít hả? Không phải cả nhà, tại vì đeo cái mít này nè nó sẽ giảm đi cái tiếng ồn xung quanh nên là mọi người kệ đi, mọi người nghe có hơi lớn mà mình với chị nhận vặn giỏ volume lại nha. Tại vì cái giọng của Ly lớn rồi. Rồi chơi Ly con này sẽ là mã số 10 mấy nè. 13 nha cả nhà, mã 13 một giùm em. Đẹp quá. Đẹp quá à, mã 13. Con này loan màu mà cái màu này hơi bị sang luôn. Những cái phom áo này mấy chị mặc siêu đỉnh luôn. Cái những cái phom áo này mấy bà mặc siêu đỉnh. Vải cực đẹp luôn. 13 giúp em con này. 13 không. Rồi titan về để bé Tiền nó đeo cho em cái nhá. À, không em khỏi đeo đôi bông luôn cũng được. Đeo tay với cổ cho chị thôi. Để đưa đôi bông chị dơ lên. Trời đẹp quá à. Cái bộ titan này thiệt luôn á trời. Xuất sắc. Em đeo sát luôn. Tay chị. Rồi 13 có mấy cái cơ. Trời ơi nó đẹp. Trời mấy chị ơi. Titan full luôn nha mấy chị. Con này à, cỏ ba lá mà full luôn á mọi người. Mấy chị bình thường mấy chị nhận à, mấy chị đeo titan nhà Liên sao? Mấy bà bình thường mà đeo titan nhà Liên sao? Trời ơi không đẹp không cả nhà. Đấy nó một bộ của nó ba món luôn nha mọi người. Một bộ nó có ba món nhưng mà tại vì em lỡ em đeo cái đôi bông này nè, hàng mới vừa về cập bến luôn á. Ngày hôm nay cả nhà mua được giá phải bắt buộc giùm em nha, bắt buộc giùm em phải có chia sẻ nha. Bình thường cả nhà mình mua một bộ này với giá 139.000, ngày hôm nay cả nhà mình mua cho Ly giá 105. Một bộ ba món nha mấy chị nha, ba món. Con này á thì cái ba lá, cỏ ba lá của nó sẽ đi full cổ như thế này nè mấy chị. Cả nhà comment bộ phụ kiện giúp em, set phụ kiện á. Cả nhà comment cho Ly con này sẽ là set phụ kiện có lắc tay, có bông và có vòng cổ giùm em nha. Cỏ ba lá đi full hạt như thế này nè mấy chị. Cỏ ba lá đi full hạt như thế này ha, đẹp hả mọi người. Rồi một bộ ba món nha cả nhà. Rồi cả nhà comment cho Ly con này sẽ là mã set phụ kiện giùm em, 105. 105. Rồi chốt đi anh ơi. 105 nhé. Đẹp quá. Xinh quá. Về tăng đơ được nha mấy chị. Mấy chị thích ngắn, thích dài mấy chị đeo vô nó có tăng đơ được á. Tại vì bé Tiền nó đeo cho em như thế này. Ok. Đẹp không? Có luôn đôi bông nha mấy chị, có luôn đôi bông đẹp xuất sắc. Bản vàng nha, màu vàng nha mọi người.
bản vàng nha. Cái này em bán nguyên bộ 105, chất này là titan không rỉ. Cả nhà mình xài, nhà Ly qua, cả nhà biết rồi đó. Cả nhà comment cho Ly phụ kiện là được nha. Comment cho Ly phụ kiện là được. Ở đây có một bộ của nó có một set của nó có 3 món. Đó, một cái vòng cổ, một cái lắc tai nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương lắm, phiên bản màu vàng nha mọi người. Đấy. Đẹp quá. Cái phiên bản này em nói đeo rất là dễ thương, cả nhà nhìn cái cổ là dễ thương không? Rồi cái lắc tai nè. Đấy, rồi kèm theo cho Ly một cái hoa tai nữa nha cả nhà, 3 món luôn 105.000. Không có bao giờ cỏ luôn ấy nhá. Rồi phụ kiện nhiều em có 84 set đó cơ. Rồi, ok. Set phụ kiện, cả nhà comment cho Ly phụ kiện đẹp lắm. Con hàng này em không cần quảng cáo nữa, chắc titan không rỉ nhà Ly á. Mấy chị đeo cho Ly 6 tháng, 8 tháng, 1 năm nó vẫn còn, nói chung là nó vẫn, nó không có bị ra ten đó mọi người. Nên là em Ly đeo thường, em Ly biết cả nhà mình cái hàng này cả nhà đeo là thứ nhất là không bị ngứa, cái thứ hai là không bị ra ten. Mấy chị mua một set này 100 mấy, mấy chị đeo y như vàng thiệt ghê. Mấy chị đeo y như vàng thiệt, đeo rất là xinh. Rồi một bộ 3 món 105.000 cho Ly ngày hôm nay. Rồi cả nhà cho Ly con này sẽ là set phụ kiện giùm em nha. Rồi ok cả nhà, set phụ kiện giùm em 3 món luôn mấy chị. Đẹp xuất sắc, đẹp lắm, chất titan không rỉ nha mọi người. À, dây đeo tay và cổ và bông tay luôn. Xuất sắc cực kỳ. Đẹp không? Đẹp không? Con này á, là nó đi cỏ ba lá full cổ như vậy nè mấy chị. Nó đi một vòng cổ luôn nha. Nó đi một vòng cổ luôn như thế này cho mấy chị nè. Đó. Có đôi bông nữa. Nhưng mà đôi bông hồi nãy em lỡ em đeo cái đôi bông bự rồi. Dễ thương cực kỳ, 3 món luôn mấy chị, chất titan không rỉ. Mấy bà nào ai đã từng nhận titan nhà Ly, bữa hôm Ly bán rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Titan nhà Ly em nói thật luôn mấy chị, đeo mấy tháng trời nó vẫn còn mới tinh luôn ấy. Đeo mấy tháng luôn ấy nó vẫn còn mới tinh, không bị ra ten, không bị ngứa. Đeo rất là sướng. Con này là mọi người biết sao không? Hôm nay là lý do là do là Ly từ chối, Ly không lấy hộp. Thành ra là em Ly bán cho chị em mình như vậy, mấy chị mua về mấy chị rất là có lợi. Đúng không? Tự nhiên lấy cái hộp về thì bữa hôm mấy chị đã có mấy cái hộp đó rồi thì mấy chị xài chung. Bữa hôm mấy chị mua của Ly nó mấy chị có mấy cái hộp đó mấy chị có rồi á, mấy chị xài chung, bây giờ mấy chị mua set này 105.000 nó rất là có lợi cho mình. Đúng không? Thay vì mình bỏ thêm 30-40 ngàn nữa mấy chị lấy cái hộp thì đôi lúc là nó cũng hơi ấy. Mấy hôm trước là những cái lần đầu tiên Ly bán cho chị em mình là Ly có để hộp vô để cho cả nhà có cái đồ để đựng, không có bị làm mắc với phụ kiện đó. Không, còn bây giờ mấy chị khi này là Ly bán lần thứ tư, lần thứ năm rồi, mấy chị ai cũng có, mỗi người có một cái hộp nhà hết rồi thì lấy cái hộp đó thì xài chung nha. Mà mấy chị được mua bộ này với giá 105.000 cực kỳ xuất sắc. Ok mấy chị. Rồi cho Ly con này sẽ là set phụ kiện giúp em nha cả nhà, 105 cành giùm em, mãi đỉnh, đẹp lắm mọi người ơi. Dạ, cố gắng hả Kim, hãy like, cương các bài like giúp Ly một xíu nha mấy chị. Rồi, tốc độ lên luôn, anh ơi, đẹp quá nè. Cái cổ đẹp lắm, vậy có tăng đô hết luôn mấy chị thích đeo ngắn, đeo dài thì cái đó tùy chỉnh mình nha mọi người. Không có sao hết, nha. Rồi, một bộ 3 món. Cả nhà cháu Ly con này sẽ là set phụ kiện giúp em nha mọi người. Dạ, hả Kim, hãy like, cương các bài like lên giúp Ly nhanh bà con ơi. Rồi khách mới đặt hàng lên số điện thoại email ạ. Đẹp ha. Rồi. Áo đá lên chưa cưng? Dạ bây giờ đang lên nè chị. Áo đá đi đang lên á. Hình như 84 á. Cảm ơn chị vào xem tin nhắn giùm em nha. Nhận được tin nhắn là có hàng. Set phụ kiện là 105, một set 3 món, chất titan không rỉ. Hàng nhà Ly đeo không sợ bị ngứa, tại vì riêng bản thân tôi là một cái người mà kiểu như tôi đeo cái gì á trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi là nó cũng bị ngứa nữa. Nên là em rất là sợ đeo những cái đồ bị ngứa, thành ra cả nhà mình mua titan nhà Ly khỏi lo, em là cái người kiểm chứng dễ dàng nhất. Tại vì Ly đeo đồ giả vô một cái nha, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ livestream thôi. Xuống là tao nói gãi như cú vậy đó, gãi như nè. Nên phụ kiện là 105. Set phụ kiện là 105, còn không cưng ơi. Rồi ok, set phụ kiện 105 một set là Ly hết hàng rồi mấy chị ơi. Nè, khi mà mọi người nhận cái áo nhà Ly về rồi, hàng này hàng ăn đông, người ta sẽ cắt đi cái mạc của cái sạp ăn đông bỏ, vì lý do là người ta bán đang bán sạp ấy là giá sỉ là 100 mấy.
mà người ta sell cho Ly với cái giá 70 mấy nghìn, thì thật ra thì nó sẽ người ta bắt lợi cho người ta, nên là người ta sẽ xé đi cái mặt tân sạp nha, nó chỉ còn cái mặt vải này thôi. Mấy chị khi mà mọi người nhận hàng, mọi người cũng đừng có bất ngờ nhưng mà em, tại luôn lúc nào mua hàng sale cũng vậy. Số mấy cưng? Mã 14 á cả nhà. Rồi chứ Ly con này sẽ là mã 14 giống Ly con này, mã 14 mấy chị ơi. Đẹp quá mọi người. Đẹp không? Set phụ kiện là 105 nha mấy chị. Set phụ kiện là 1. Set phụ kiện là 105 mọi người ạ. Rồi cho Ly con này sẽ là quần áo là đồng giá 75 cành. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 14 nha cả nhà, mã 14 giùm em. Mã 14 giúp Ly con này, đẹp quá mọi người. Đẹp xuất sắc luôn, 14 giùm Ly nè. 14 nha cả nhà. Thích cái áo loan hả? Đây. Em Ly một mình Ly đủ màu luôn nè cái áo này. Một mình tôi là đủ màu. Rồi cho Ly mã 10 này, mã mấy? Mã 15 giùm em con này. Trời đẹp quá. 15 nha. Cái vải thì thôi luôn mọi người, vừa dập nổi vừa loan màu, mà cái loan của nó nhìn nó xịn hơn rất là nhiều so với cái hàng chợ nha. Cả nhà nhìn nè. Hàng này toàn là người ta ăn đông người ta bỏ xốp bán không á cả nhà. Cái loan của nó nhìn hay lắm mọi người ạ. Rồi chúng ta con này sẽ là mã số 15. 15 giùm em con này. Ok các chế. Đẹp quá bé ơi ơi. Rồi 15 giùm chế đi cưng ơi. Mã số 15 giúp em con này. Rồi, ok, mã 15 nha bà con nha. Đẹp quá. Áo loan còn không Ly ơi? Yên tâm, từ từ. Rồi, chốt đây con này sẽ là mã số 10. 15 giúp em con này, đẹp quá. Nhìn nè. Rồi, chốt đây con này sẽ là mã 15. Xuất sắc cực kỳ. 15 chốt đi cưng. Con nhiều đó hả? Ok cả nhà. À, cái áo. Ok, trời ơi. Kiểu này làm sao mà chịu nổi với bà Ly đây. Nha. Chơi hết gà hết số hôm nay rồi mấy chị, chưa bao giờ có một cái lô áo mà nó đẹp, nó xịn như vậy luôn á, nhìn nè. Trời đất ơi, 10 16 bao đẹp, bao xuất sắc luôn, cái form rất là đẹp, nhìn nè. Mọi người thấy không, cái vải, nhìn cái vải này là uy tín chưa, nhìn cái vải này là xịn rồi. Mã số 16 giống đây con này nha, mã 16 đẹp ha. Cái form này mấy chị mặc sang lắm luôn ấy, về phối được rất là nhiều đồ. Rồi chán quá hả, không có đặt được hả? Cố gắng lên chị Thùy Trương ơi, cố gắng lên cùng em nha chị, em luôn luôn quý khách hàng và luôn luôn chốt cho tất cả mọi người. Mọi người cố gắng lên. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 10 mấy nữa cưng ơi? 16 giùm Ly con này, mã 16 nha các chế. Đẹp quá đi thôi. Thiệt sự luôn. Sao tôi thích cái mình vải này mới mấy chị. Cái mình vải này nhìn nó sang sang sao á. Nha, nó loan loan như thế này nè. 16 giùm em. Thích quá đi thôi. Thiệt á. Thiệt tình luôn á. Mới ban đầu á mọi người. Ở bên cái chỗ này nè, người ta không có chịu sell cái vải này cho Ly. Cái vải loan này nè, người ta không có chịu. Do là cái vải này nó rất là đắt tiền, người ta không có chịu sell. Xong rồi năn nỉ một hồi, năn nỉ mấy chị thấy em nghỉ 2 ngày là bả không có chịu sell cái này cho Ly. Bả chỉ chịu sell những cái đính hộp như vậy nè. Đính hộp như vậy nè. Cái vải này thấy gì nhưng nó sẽ mắc tiền hơn cái vải đính hộp. Cái vải này á thì nó sẽ phun loang lên, nên là nó cái độ khó nó nhiều hơn, nên là nó đắt tiền hơn, người ta không có chịu. Với người ta đang bán rất là đắt hàng luôn cái vải này, thành ra người ta không có chịu sell cho Ly. Ly phải nghỉ 2 ngày, Ly năn nỉ. Ly phải nghỉ 2 ngày đó. Mấy chị thấy thứ bảy em nghỉ, chủ nhật em nghỉ, để Ly nói chị ơi bây giờ chị sell cho em có vài trăm cái hàng à, thôi bây giờ chị sell luôn cho em lô này, cái lô này đi, là vải này nè, là mấy bả mới chịu sell đó. Sau 2 ngày năn nỉ bả mới chịu bán cho tôi đó. Rồi trở lên con này sẽ là mã số mấy? 16 giùm em. Mã 16 hết chưa anh ơi? 16 em hết hàng nè. Đây nè, nè cho mấy chị lên cái con này, em nói thật sự luôn, mấy chị nhìn là mấy chị biết uy tín liền. Nhìn cái vải nè, nè đó. Nói đi, vô shop mua nhiêu tiền, cho mấy chị nói đó. Mấy? 17 giùm em nha. Cho mấy chị này, cho mấy chị đón á. 17. Nhận được tin nhắn là có cái vải đúng đẹp luôn mọi người, cái vải này đúng đẹp. Trời. Nhìn ra
Rồi 17 giùm em, dây chuyền với lắc ly hết hàng rồi. Dây chuyền với lắc vừa lên cái có tám mấy set hết hàng. Hết hàng rồi mới chị, dây chuyền lắc và có bông tai nữa mà, nhưng mà xin lỗi là hết hàng. Nè, Titan không rỉ đó, một set vậy có 105.000 mà hết hàng rồi. Rồi lên cho ly nè, 10 mấy. 17 nha các chị mình ơi. Ồ, nhìn cái áo nè. Đó đẹp. Rồi cho ly con này sẽ là mã số 10 17 cho ly con này, quá đỉnh ly ơi, thiệt luôn ấy. Nhìn cái lô áo này mọi người ơi, ok cả nha, đẹp ha. Chưa đâu, mới có mở màn rồi mấy chị, mới có mở màn thôi, từ từ còn set nữa, set mặt của nhà sản xuất này luôn nè, mình đã làm set đó mấy chị, đợi em xíu nha. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 17 giùm em nha bà con, nhớ xe livestream giùm em để em ưu tiên nha mấy chị nhá. 17 đỉnh quá cả nhà ơi, ok cả nhà. Em như số sáng gọi á, số sáng gọi cho nó số quan á. Bao nhiêu cái? 41 cái hết rồi. Rồi 17 giùm em nhé mọi người, mã 17. Nó đẹp bay ơi bay. Cái loan của mấy chị nè. Nhìn rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em nhé, nhận được tin nhắn là có hàng. Đẹp cực kỳ luôn ấy. 18 rồi cả nhà. Đó. À. Rồi ok cả nhà, màu này xinh quá mọi người, màu này rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó, con này cái form của nó sẽ là như vậy nè mấy chị, nó sẽ không có bị nhỏ đâu nha, và nó sẽ có độ giãn nữa giùm em. Rồi cho ly con này sẽ là mã số 18 giùm em con này, mã số 18 giúp ly nha mấy bác. Rồi lên cho ly con này sẽ là mã 18. Ủa, cái set phụ kiện chữ H bữa hôm đâu rồi tiền, có nước hoa không cưng? Dạ có, đợi ly xíu nha cả nhà. Rồi cho ly con này sẽ là mã số 18 giùm em, đẹp quá mọi người ơi. Cái form này em thích cái form này lắm, mặc quần jean cái gì cũng đẹp hết trơn. Quần jean sọt, quần jean đùi gì cũng đẹp hết trơn. Quần jean dài, ống bát, ống rộng, ống le, đều xuất sắc nha. Cái form này, form áo này cực kỳ hot luôn. Rồi cho ly con này sẽ là mã số 18 giùm ly con này, mã 18 nha các chị. 18 giùm em. Ok là đi hết bất ngờ này tới bất ngờ nọ nè mấy chị, cái lô này rất đẹp. Nha mấy chị. Sẽ live stream dùm em nhá, đừng có để cho tuột nha, nếu mà tuột là tăng giá đấy. Ok, 18 xong chưa? Rồi 19 nè, 19 có mấy cái thôi nhanh ơi. Rồi cho lên con này sẽ là mã 19. Đẹp gì đâu luôn mấy chế hồi, nhìn nè. Cái vải thì khỏi lo, để em lo chuyện đó nha. Còn mấy bà lo là, cái việc của mấy bà lo là mấy bà lên mấy bà coi kiểu và mấy bà trốn thôi. Còn cái vải để em lo cho. Rồi cho lên con này sẽ là mã 19 thôi cơ. Mã 19 giùm mấy lấy con này. Ok. Chết tôi. Đẹp quá trời luôn ấy. Nhìn là nó vừa lon và vừa đính hộp phía sau lon luôn nha các chị. Phía sau lon luôn giùm em ha. Rồi chốt lấy con này sẽ là mã số 19 giùm mấy lấy con này. Mã 19 các chế mình ơi. Đẹp xỉu luôn mọi người ơi. Hạ Kim hạ like cho ly. I love you Chukama. I love you Chukama. Rồi ok cả nhà. Rồi chơi lên con này sẽ là mã số 19 giùm bé con này. Mã số 19 nha các chị. Mã 19 giúp em. Rồi thần thánh nữa nè. Thiệt luôn á. Thiệt sự luôn á. Nè, đã vừa lan mà vừa đỉnh đá nữa. Thiệt sự là tình luôn á. Nhìn cho ly cái vải loan trước nè mấy ní ơi, mấy ní nhìn cho ly cái vải loan trước nha, và cái độ giãn của cái vải nha. Và sau đó chương trình bắt đầu. Số mấy? Mã này là mã số 20 giúp em, nó đính đá nè cả nhà. Đấy, đẹp không? Rồi cho ly mã này là mã số 20 giùm em. Em không có chốt được luôn hả? Cố gắng lên tình yêu ơi. Rồi cho ly con này sẽ là mã số 20 giùm ly con này.
nó sẽ là màu đen, nó sẽ lon y chang vậy, nhưng mà cái cách đính đá của nó là nó có hai cái đính đá như vậy nè. Đó, một cái đính đá này, cái đính đá này và thêm một cái đính đá này nữa. Rồi mã mấy bé ơi? Mã 20 giúp em. Áo này dễ mặc lắm chị, 58 59 60 kg đổ về mặc vẫn được, không sao hết. Tại vì nó có chất và giãn đó mọi người. Nè, mấy chị nhìn em Ly, cái cách em Ly kéo cái áo này mọi người, mấy chị nhìn nè ha. Nhìn nè, nè. Thấy không? Đó. Vải nó giãn tưng tưng đã lắm mọi người ạ. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 20 giùm em. Xuất sắc chưa? Thiệt luôn ấy. Bản thân em thích mấy cái vải này, em ra Nguyễn Trãi em mua 200 mấy chục ngàn một cái. Thật sự luôn. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 20 giùm Ly con này nha cả nhà. Nè. Đẹp quá. Mã 2 chọt giùm Ly nha. Quá đã luôn. Nhớ lên xét bộ nha Ly. Dạ ok tình yêu. Ok chị Lương Hân. Dạ yên tâm, em hứa với mấy chị sau thì mấy chị cứ ở lại like chút xíu, em sẽ làm y chang vậy cho mấy chị nhá. Em bán đồng giá 75.000, trong đó có set bộ, có quần, có đồ đầy đủ cho chị em mình nhá. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 20 giùm Ly con này, mã 20. Cái vải siêu đỉnh chóm luôn đó, mọi người à. Nhớ lại nha. Đẹp quá à. Thích lắm luôn ý. Dạ em luôn ưu ái những chị có chia sẻ cho Ly nha mọi người. Dạ vâng ạ. Mã này mấy chị cho Ly mã 20 giùm em. Bao nhiêu cái? 60 cái. Cái đó là gì? À cái bộ phụ kiện trắng hả? Ông Chí em sợ tao qua mẫu cái gì, em quay ra không nhìn, không nhìn tao hoài gì. Mã này là mã số 20 nha mấy chị, mã 20. Đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Thì á con này y chang như vậy, nhưng mà nó sẽ có hai cách, ba cách đính đá này. Nó sẽ có ba cách đính đá nha cả nhà. Y xì như vậy nhưng mà nó sẽ có ba cách đính đá như thế này. Giùm em. Dạ. Rồi mã 20 là em hết. 20 giúp Ly nha. Áo lon chị chưa mua được hả? Áo lon, áo lon đây. À, áo lon mấy chị mua cái này đi. Có 14 cái nè. Có 14 cái nè. Đẹp quá. À, mã mấy nha Cường hả? Cái vải đúng đẹp luôn. Mã này mấy chị cho Ly con này sẽ là mã 21, áo tay bạc lai giùm em nha. Con này áo tay bạc lai hả? 21 giùm em. Dạ, nhìn cho Ly cái bài ghim đi ché, yêu ơi của em ơi. Rồi mã 20. 21, tay áo có bạc lai nha mọi người, tay áo có bạc lai vải lon. Rồi 21 chốt rồi cả nhà. 21 nha. Rồi chị vào xem tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 21 giùm em. Mới mở màn mà mọi người gắng cố gắng mọi người ơi. Mới mở màn mà mọi người đừng lo nha. Mấy chị đừng lo, trời em nghe mấy chị chốt không được hàng em lo lắng lắm luôn ấy. Nhưng mà em cũng phải cố gắng hết sức để chia đều cho tất cả mọi người. Mọi người cố gắng. Lâu lâu có lô này đẹp quá. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 20 giúp em. 21 giùm em nha. 21. Lúc nào đồ vừa ý thì không có chốt được. Thông cảm giùm Ly nha mấy chị nha. Thông cảm giùm em. Rồi cho Ly mã số 21 giùm em. 21 giùm Ly có bao nhiêu cái rồi? Có 14 cái vậy là hết rồi đúng không? 21. Bây giờ mình chơi tông hồng nha mọi người. Nhưng mà xịn lắm. Xịn lắm. Cố gắng xe like giùm Ly nha mấy chị ơi. Không đặt được buồn ghê. Nãy giờ anh Chí không có ngưng luôn mấy chị. Anh Chí không có ngưng luôn. Trời ơi cái tông này đẹp mọi người ơi. 22 đó cơ. 22 rồi lên 22 cho chết đi. 22 giúp em. Đẹp ha. Nè, nhìn nè. Một chiếc áo mà Ly phải đứng dậy luôn á, mấy chị biết rồi đó, đẹp quá, xinh quá. Rồi 22 nhá. Mã này là mã 22 cơ. 22 mọi người ạ. Mã số 22 giúp Ly con này. Có set bộ không cưng? Dạ có chứ ạ. À. Mọi người đợi em xíu nha. Tại vì em thấy mọi người đang hưng phấn với cái này. Hạt mít khi nào có lại, bữa hôm mà bán rồi mà mọi người đợi em đi, từ từ đi bữa nay nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 21 giùm em nha cả nhà. 21 giùm em. Rồi. Mã 22 em nhầm. Mã này là mã 22 giùm em. Xét phụ kiện Ly hết rồi tình yêu ơi. Chị Mỹ Hằng ơi, em hết xét phụ kiện rồi nhá. Đẹp quá mọi người. 22 giúp Ly con này mã 22. Trời ơi sao tôi chốt không được, mỗi chiều gắng cố gắng nha, từ từ sẽ chốt được đó mọi người. Màu trắng đi tiền ơi. Tại sao? Đâu? Màu trắng mấy chị, lên màu trắng nha. Nãy giờ mình lên không có chưa lên màu trắng đó cả nhà. Đẹp không?
Nãy giờ chúng ta chưa lên màu trắng đúng chưa? Không. Trời, cái form áo này thiệt sự, cái form trong lòng tôi 23 nha cả nhà. 23 có 17 cái thôi. 23 giúp lấy con này. Quá là đẹp luôn. Mấy chị cố gắng xe la riêng dùm em nha. Mấy chị không có xe là em nghỉ chơi với mấy chị luôn nha. Ngày hôm nay ta cùng hát lên đây đây. Rồi chơi lấy con này sẽ là mã mấy nè cưng ơi? Mã 23 giúp lấy con này. Ok cả nhà mình. Rồi mấy chế mình chơi lấy con này sẽ là mã 23 giúp lấy bà con ơi. Đẹp không? Nhức nách chưa? Thiệt luôn. Nhức luôn quá à. 23 dùng em. Rồi ok cả nhà. Đẹp xuất sắc chưa? Vải đỉnh lắm cả nhà ơi. Cái vải rất là đỉnh luôn. Form này mấy chị mặc siêu đẹp. 23 dùng em nha cả nhà. 23 giúp ly. Ok mấy chế. Đó, Loan bà nào, bà nào bà nấy hả? Cứ tối ngày kêu lên Loan hoài từ từ nha. Rồi. Thể theo yêu cầu của 1500 chị. Là bỏ số 1000 đầu nha. Ok. Cái vải trước nè, nhìn cho lên cái vải trước nè. Trời ơi, cái vải nó nhức cái nách mọi người ơi. 24. Rồi, 24 có mười mấy cái mà la lớn vậy luôn á. 24 nha. Có mười mấy cái nè mà la lớn như vậy đó, có 18 cái thôi à. Rồi 24 giúp lên con này. Quá trời luôn cái vải này, mấy chị thích quá à. 24 thiệt, em cũng thích nữa. Rồi 24 giùm em con này nha cả nhà. 24 giúp ly. Màu này siêu đẹp hết được không? 24 giúp ly. Rồi chốt 24 đi em. Đẹp quá. Màu siêu đẹp, khỏi nói nhiều nữa. Rồi lên 24 đi ạ. Cái form này em nói thật luôn mấy bà, mình phối cái gì cũng đẹp cho Ly. Về phối quần jean nha, chung váy đẹp lắm. Dạ, dạo này Ly ít có like thiết kế. Dạ thiết kế, mấy chị ơi biết sao không? Làm thiết kế mấy năm nay rồi đi vòng qua vòng lại có bao nhiêu chất vải quá, em ngán quá. Chẳng lẽ trong tủ đồ mấy bà mười mấy hai chục bộ thiết kế nhà Ly hết trơn rồi, nó có cùng chung một hai chất vải thôi. Thành ra là cả nhà cố gắng nha, em chưa tìm chất vải nào nó xịn hơn nữa để đi hàng thiết kế hết trơn ấy. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số mấy cưng? 24 giúp em bao nhiêu cái rồi? Rồi ok cả nhà, mã 24 giùm em. Đẹp quá bé ơi. Cái vải kìa. 24 giúp Ly nha bà con. 24 giùm em. Trời, nó đẹp thì thôi luôn bé ơi. Ôi. Cái màu này mấy chị thích lắm luôn nè mấy chứ. Cái màu này mấy chị thích lắm luôn. Nãy giờ em bị sót ở đây. Mọi người chốt cho Ly con này sẽ là 25 nhé. Mã này mấy chị chơi Ly con này sẽ là mã 25 giúp em, màu đẹp hả? Nó dạng như màu xanh riêng đó mọi người. Nó dạng như màu xanh riêng. Giống như là nó sẽ lon ở nhà này. Giống như là mấy chị, giống như cái áo riêng gì đó. Đẹp. Rồi chơi Ly con này sẽ là mã số 25 giùm em nha cả nhà. 25 giúp em con này, đẹp quá. Cái áo này dễ mặc, áo thun mà mấy chị, áo thun nó dễ mặc lắm. Năm mấy, năm 8, năm 9 con đổ về mặc được hết giùm em. Mấy áo thun mà nó dễ mặc, nó có độ giãn đó. Rồi chơi Ly con này sẽ là mã 25 hả cơ? 25 chốt đi cơ. Cái màu này giống màu xanh jean nha. Mấy chị mặc giống như mặc cái áo jean vậy đó. Mà cái vải nó mát cực kỳ luôn mấy chị. Thay vì mấy chị mặc cái áo jean thì nó sẽ nóng nực, còn cái vải này cực kỳ mát. Đó, y chang như cái áo jean hả? Màu nó giống như màu jean vậy cả nhà. Rồi mã này là mã 20. 25 giờ mới lên con này, mã 25 nha các chị mình. Rồi, lên chỗ lên con này sẽ là mã 25 giúp em. Ok la, đẹp quá. 25 giúp em nha. Rồi ok cả nhà, đẹp xuất sắc luôn. Cố lên cả nhà mình ơi. Rồi các chị cái kéo cái béo này. À có rồi. Phụ kiện chứ tí xíu em có bộ phụ kiện này đẹp lắm. Đợi em xíu đi. Hàng mà kiểu như mà giao qua lúc nào là quất lúc đó. Ok. Con này là mã mấy nha bé ơi? 25 giúp em con này nha cả nhà. 25. Rồi, cho Ly con này sẽ là mã 25, đẹp quá mọi người ơi. Rồi, tích cực ra livestream giùm em nha. 25.
đẹp không? Con này đẹp không? Tính hộp nè, mọi người thấy không? Phải nè. À, nó loan nhẹ đó mấy chị, con này loan nhẹ, cái form ăn đông thì mấy chị biết rồi, lên mặc lên chỉ có đẹp sang thôi. 26 giúp em con này, 26. Rồi chốt 26 đi con. Đẹp quá bé ơi, có 8 cái. Rồi 26 giùm em, đính hồn nè mọi người, đính đá ha. Rồi cho lên mã 26 giùm mấy lên con này, 26, đẹp nó ngay luôn. Đẹp quá. Con này mấy chị cho lên con này sẽ là mã 26 giùm mấy lên con này nha nha. 26, xuất sắc chưa? Đẹp nhức nách luôn. Đẹp quá. 26 vừa lon là dính hộp giùm em nha. Xỉu nè. Cái áo này là xỉu liền. Cái này là xỉu liền tại chỗ nè. Cái này là xỉu liền tại chỗ luôn mấy chị. Con này là xỉu liền tại chỗ. Nói gì nữa, nhìn nè. Ôi ơi. Đẹp quá. Rồi 27 đi ạ. À. Lên lô 27 anh yêu ơi. Đẹp quá. Trời ơi, xỉu úp xỉu đào luôn á thì có. Xe like cho em, xe lại cho họ em. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 20. 27 giùm lên con này nha cả nhà. Đẹp nhất nét luôn cả nhà ơi. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 20. 27 giùm em, siêu xuất sắc. Trời ơi, quá đã. Quá đã, quá đã. Đẹp quá mọi người ơi. Đó, form này nó sẽ là như vậy nè. Đẹp không? Về phối với cái giống gì nó cũng đẹp, nắp ngay con gà tây. 20 mấy? 27 giùm lên con này nha nha, 27 giùm em. Đẹp quá mấy cháu ơi. 27 xuất sắc gì đâu luôn á. Có nhiêu cái? Cái màu thiệt luôn á, thiệt luôn á. Tao hôm bữa chị có màu này chưa vậy? Con này mấy chị cho lên con này sẽ là mã số 27 giúp em nha cả nhà. 27 giùm lên con này. Quá đẹp mọi người ơi, 27 giùm bé. Ok. 27 nhá, cả nhà nhá. Một, hai, ba. Đẹp không? Đẹp chưa? Rồi cho lên con này sẽ là mã 28 giùm em nha bà con. Mã này mấy chị cho lên con này sẽ là mã 28 giùm em. Xuất sắc. Nhìn nè. Cái form này siêu đẹp luôn. Vải hơi bị đẹp mọi người ơi. 28 nha cả nhà. Rồi chốt 28 đi mấy người. Rồi 28 nha. Đây. Ok là đẹp không? Nó loang mấy chị. Cái loan của nó cực kỳ xịn luôn, mấy chị thấy khác như những cái loan khác không? Đó, cái loan nó cực kỳ xịn cho mấy bà như thế này. Rồi trở lên con này sẽ là mã 28 hơn. 28 giùm em nha các chị, 28 giùm lên nhớ. Đẹp quá. Mấy chị nhìn cái loan của nó rất là khác biệt luôn. Cái loan của nó không có giống như mấy cái hàng rẻ tiền đâu. Mấy chị nhìn cái loan của nó rất là đều. Nó ôm rê như thế này nè, nó kiểu như ở dưới nó sẽ là đậm, ở trên nó nhàng ngắn loan từ từ lên. Nó không phải bị một cục nha. Đấy, cái độ loan của nó nhìn nó rất là sang luôn. Mã số 28 giùm em. 28 giùm em nha bà con. Rồi. Lên. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 28 giùm lên con này nha cả nhà. Xe like giùm em mấy trẻ rồi. Rồi cho lên con này sẽ là mã 28 giùm em nha cả nhà. Đẹp quá. Cực kỳ nét luôn cả nhà. Đẹp ha.
Rồi chấm ly câu này sẽ là mã 28 giúp em. 28. Bộ hả? Bộ đợi em xíu đi, yên tâm em hứa với mấy chị bán cho mấy chị tất tần tật luôn mà. Yên tâm nhé. Rồi 28 giùm em, siêu đẹp luôn. 28 có mấy cái? Ủa? Chị vào xem tin nhắn giùm em nha, nhận được tin nhắn là có hàng. Anh xe giùm em cái. Ủa sao tục kêu vậy? Anh xe giùm em cái, sao kìa? Rồi chấm ly con này sẽ là mã 29 giùm ly con này. Có những chị nào đặt không được hàng không quý vị ơi. Rồi chấm ly con này sẽ là mã 29 giùm em ly nha cả nhà. Ok cả nhà. Hơi bị đẹp luôn cả nhà. Rồi 29 giùm em nha. Rồi cả nhà tích cực mỗi một chị hỗ trợ cho ly xin một nút share livestream đi quý vị mình ơi. Rồi, mã này mấy chị cho Ly con này sẽ là mã 29. Nhìn cho Ly cái bài game nha cả nhà, nhìn cho Ly cái bài game à. Rồi, cho Ly con này sẽ là mã 29 giùm em nhé. 29 giùm em. Đẹp xuất sắc cuộc đời, đẹp chưa? Đẹp quá mọi người ơi, 29 còn không? 29, 29. Hả? Rồi, ok mấy chị, mã 29 giùm em nha cả nhà. Mã 29 giùm Ly con đó, mã 29. Con này sẽ là mã 28 nè mọi người. Em thích con này nhất trên cuộc sống này, đẹp lắm luôn ấy trời. Cái loan của nó cực kỳ đẹp. Con này là 28 nha quý vị. Con này sẽ là mã 28 giùm em. Con này mấy chị cho lên con này sẽ là mã 28 giúp lên con này nha mấy bác. Đẹp nhất nách. Ok, 28 nha mấy chị. 28. Rồi, 28 còn mấy cái đây anh chốt. Đẹp quá. Đẹp không? Con đẹp hả? Đẹp chưa cả nha? Đó. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 30. 30 giúp em nha cả nhà. Rồi mấy chết chơi lên con này sẽ là mã số 30 giúp em con này. 30. Xịn sò cực kỳ. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 30 giúp em. Đẹp quá. Mọi người ơi. Vải cực kỳ đẹp nha. Đính hộp nè mọi người. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 30. Mã 30 giúp em con nữa. Mã 30. Xịn quá đi. Xịn quá đi. Nè. Đảm bảo luôn con này mọi người rất là ưng cái lòng. Rồi, 30 chút đi. Đẹp không? Con này đảm bảo chị em mình rất là ưng ý luôn nè, 31 nè. 31 siêu đẹp luôn, cái màu nâu mà nó loang cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Rồi chấm lên con này sẽ là mã 31 giùm mình, cái vải nè, ở nhà nhìn cái vải nè. Vải đã ha. Cái vải bao xịn sò cho mấy chế mình như thế này. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 31 giùm em nha mấy chị. Mã 31 có mười mấy cái thôi bé yêu ơi. 31 giùm em. Lên màu trắng hả? Màu trắng hả? Ok. Xong cái này Ly sẽ lên cái áo màu trắng cho chị em mình nhá. Rồi chơi lên con này sẽ là mã số 31 giùm em nha cả nhà. Mã 31 giùm Ly nha. Ok, lên đi cưng. 31 giùm bé. Đã quá Ly ơi, thiệt sủng chưa bao giờ có lô áo này luôn á mấy chị ơi. 31 giùm em nha cả nhà. Mã 31 giùm em nha. Nè, Ly có mấy cái này cho mấy bà nè, nhưng mà nó có 5-7 bộ thôi. Hàng này là sẽ là hàng xịn, hàng này là hàng cao tiền á mấy chị. Con này là sẽ là đồ ngủ, mà nhưng mà bình thường mấy chị mua đồ ngủ là đồ ngủ tăng bình. Con này sẽ là đồ ngủ ăn đông luôn, phơm bự đẹp á. Vải là vải mango loại 1. Vải là vải mango loại 1 mà nó còn cục cục vậy thôi nha, em bán luôn bằng giá. Nè. Đồ ngủ nhưng mà nó xịn lắm mấy chị ơi. Có 7 mấy nghìn đó, vải là vải mango loại 1 giúp em nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số mấy? 32 giúp em con này, mã 32. Đẹp không? Có 5-7 bộ. 32 giùm em nha cả nhà. 32 em like sen vô cho chị em mình ưng chốt bộ thì chốt. Xịn lắm. Cái vải bao xịn phơm bao to nha. 32 giúp em. 32 có cục cục vậy à. Rồi mấy chế ơi, 32 nha. Đẹp lắm, phơm cực kỳ to luôn mọi người ạ. Phơm cực kỳ to. Cái này nó này. Đẹp không? Phơm bao to luôn mọi người. Hàng này mấy chị biết rồi nè. 33 nè. Đó. Cả nhà nhìn nè. Vải mango nha, chứ không phải vải mấy cái vải thường thường đâu. Rồi. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 33 hả cưng. Con này mấy chị cho Ly 33 nha. Cả nhà nhìn cái vải nè. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 33 giúp em, con này là Ly hết nha. 33 giùm em. 75 cành mã 33. Ok cả nhà. Rồi lên áo trước hả? Được, ok tình yêu đợi em xíu nha.
Rồi chơi lấy con này sẽ là mã 33 cho chị 32. Rồi chơi lấy con này sẽ là mã 33 giúp em con này. Đẹp xuất sắc luôn mấy cháu ơi, form rất là đỉnh luôn, nhìn nè. Đẹp ha. Ba ba, cả nhà mình mua bộ đồ này 75 cành nó đáng đồng tiền lắm luôn ấy. Con này là 33 giùm em nha, 33. 32 là màu này là ly hết. 32 là màu này là ly hết. Rồi chơi lấy con này sẽ là mã 32 giùm em nha cả nhà. 32. Vải mango nha, vải này mấy chị mặc không cần phải ủi. Không cần phải ủi, nó mát cực kỳ luôn, vải mango đó cả nhà. 32 ha, 32 còn mấy bộ? Rồi 32 em còn 3 bộ là ly hết. Ok mấy chị. Rồi lên một cái chiếc áo màu trắng à, trong lòng các chị mình. Đính hộp tè le luôn. Con này sẽ là đính hộp tè le. Dạ, ngày hôm nay ly bán trợ giá cho cả nhà mình đồng giá hết luôn đó cả nhà. Nè. Xịn ha, xịn ha, xịn ha. Con này mấy chị cho ly con này sẽ là mã mấy bé ơi? 34 hả? Mã này mấy chị cho ly con này sẽ là mã 34 nhá cả nhà. Đẹp quá. Quần đi để xíu đi chị ơi. Rồi 34 giúp em. Cái áo nè, không thể nào chối từ được. Màu trắng đính hộp thòn phần giùm em như thế này nè. Đẹp quá. Rồi lên 34 cả nha. 34 giúp em. Áo set quần bán bằng giá đó cả nhà. Áo set quần ly bán một giá một. Chị em mình chọn sướng luôn, em nói thật. Mấy chị không có cần phải lo chất vải đâu. Cái chất vải để với ly lo cho chị em mình cho. Cực kỳ xịn sò. Con này mấy chiếc cho ly con này sẽ là mã 30 mấy nè. 34 nha cả nha. Mã 34. Siêu xuất sắc luôn mọi người ơi. Cái vải áo nè. Vải đỉnh luôn, rất là đẹp. 34 giùm ly con này nha cả nhà. Siêu đẹp luôn. Rồi 34 nha cả nhà. 34 giùm em. Trời ơi, đẹp quá. Chưa đâu, đi đến bất ngờ này, đến bất ngờ nọ. Thập cảm luôn nha chị em mình ngày hôm nay nha. Cái gì cũng 75 cành nha. Cố gắng, em ưu tiên chế nào có lượt tim, lượt chia sẻ cho Ly nha cả nhà. Ủa đâu rồi? Rồi, ok cả nhà. Rồi, chơi Ly con này sẽ là mã số mấy? 34 giùm bé nha cả nhà. 34 giúp em. Siêu lộng lẫy, siêu ngất ngay con gà tay không có mừng. 34 nha các bác mình. Chị vào xem tin nhắn giùm em nhé, nhận được tin nhắn là có hàng. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 34 giúp em con này, 34 nha cả nhà. Đẹp quá mọi người. Xuất sắc. Cực kỳ đỉnh luôn cả nhà, đỉnh lắm. Nha. 34 giúp em có bao nhiêu cái không? Rồi, ok cả nhà, đẹp quá. Màu trắng đính hộp cực kỳ xịn sò luôn. Ok cả nhà, 34 nhá. Đẹp quá mấy chứ. Con này siêu nhất nách. Con này ly siêu 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 nhất nách cho chị em mình, 34 nha. Để ly xíu nha, tí xíu em lên bộ xen kẽ cho mấy chị nha. À, nhìn cái vải nè. Con này cái form của nó sẽ như thế này nè cả nhà. Đẹp không? Rồi 34 35 luôn. 35 luôn giúp em. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 35 giúp Ly nha bà con. Hả kim hả like nhiều vô cho em. Rồi chơi lên con này sẽ là mã số 35 ạ. Quá đẹp, quá xịn luôn. Rồi 35 chốt đi cưng ơi. Ủa bên đó em không có. Rồi chơi lên con này sẽ là mã số 30. 35 giúp em con này. Đó, 34 là đính hộp mọi người. 35 con này nhá, đẹp quá. Trời ơi, cái màu siêu đẹp luôn, cái vải nè cả nhà, vải đạo lắm. Mã này là mã số 35 giúp Ly con này nha cả nhà. Mã 35 giúp em. Đẹp ngắt ngay luôn cả nhà. Siêu đỉnh luôn. Ba lăm đẹp ha, ba lăm đẹp ha, vải lon cực kỳ xịn sò. Cái này là mã 35 đó mọi người ạ.
Mã 35 giùm em nhé. Đẹp quá. Đẹp gì đâu luôn á. Đó, Loan có lửng không cưng? Lửng vừa đó chứ không phải nó lửng lên tới đây, nó lửng tới đây nè. Đó, nó là vừa vừa và đẹp đó. Mặt nó không bị lố lăng hở hang gì trơn mà đẹp. Con này mấy chị cho ly 35 nhé. Con này mấy chị mặc chung quần jean gì cũng đẹp á. Nè. Vải hơi bị đẹp. Cái vải hơi bị xịn luôn. Cái vải hơi bị xịn sò nha cả nhà mình. Rồi chấm ly con này sẽ là mã 35 giúp em. Ok là. Cảm ơn chị vào xem tin nhắn nha. Nhận được tin nhắn là có hàng. Ok. Dạ, cảm ơn mọi người. Rồi chấm ly con này sẽ là mã số 35. 35. Hết hàng, 35 ly hết. Rồi ok. Aha. Mấy chị đã hỏi cái lon này nhưng mà có mười mấy cái thôi quý vị ơi. Con này có mười mấy cái thôi. Đẹp à? Đẹp không? Con này mấy chị cho lên con này sẽ là mã 36 thôi cưng. 36 nha cả nhà, có 18 cái thôi cưng ơi. Đẹp lắm luôn. 36 mà thích nhất là mặc cái form này rồi mọi người. Cái form này mấy chị mặc quần gì cũng đẹp hết trơn, chân váy những cái chân váy xè xè tùng tùng xè xè mấy chị mặc vô cũng khỏi vô cũng hạp. Quần rin là ta nói là quần rộng, quần bát, quần le gì mấy chị mặc cũng đẹp. Rồi chơi ly con này sẽ là mã số 36 nha cả nhà. 10 mấy cái thôi. Rồi chơi ly con này sẽ là mã số 30. 36 nha mấy con này, mã 36 nha. Con này có một hình thôi mấy à. Con này có hình thôi không? Rồi 36 giúp bé con này. 36 lên quần đi để em xíu em lên quần cho mấy chị nha. Rồi chơi ly con này sẽ là mã 36 nha các chị mình. 36. Đẹp nhất cái nách. Nhất cái răng đồ ngủ lên chưa cưng ơi. Bây giờ đưa lên nè mấy chị từ từ nha. Từ từ. Đẹp quá à. Đẹp xuất sắc luôn. Nè. Cái bộ này thề với mấy bà luôn. Hàng này vải măng gồ là không bao giờ có giá này luôn. Nguyên bộ luôn nha, em bán bằng giá chung với áo luôn cả nha. Tại lúc đầu hứa với mọi người rồi. Chứ hàng này là vải măng gồ là giá nó sẽ đắt á, phơm bự phơm to vải măng gồ nha cả nhà. Đó. Mặc đồ nhà thì phải mặc phơm bự như vậy mặc xinh, thoải mái. Cái kiểu này là đơn giản nhưng mà nó đẹp nha. Con này mấy chị cho ly con này sẽ là mã số 37 nhé. 37 giúp em con này. 37. Rồi chốt 37. Rồi. À 37 giùm em con này. Ok. Nhất cái nét mọi người ơi, đẹp quá. Rồi chốt 37 đi cưng ơi, đồ ngủ nhưng mà xịn lắm. Vải là vải mango giùm em nhé cả nhà. Con này sẽ là vải mango giúp ly. Rồi chốt ly con này sẽ là mã 37 cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn, form chả bá lửa. Form bự mặc thoải mái, mặc xinh lắm. Nguyên set luôn giùm em quần đùi. Rồi chốt ly con này sẽ là mã 37, đỉnh lắm mọi người ơi, mặc bộ đồ nhà ly. Mấy chị mặc bộ đồ mấy chục ngàn. Rồi chốt ly con này sẽ là mã số 37 hả cưng. 37 giùm em con này nha cả nhà, 37. Siêu xuất sắc. Đẹp quá mấy chứ. Đó, áo em còn nhiều cả nhà. Áo thì còn nhiều, từ từ. 37 giùm em nha. Quần nữa, từ từ. Xe lai giùm em ý. 37 ly hết hàng. Rồi ok cả nhà. Đẹp lắm. Bộ đồ ngủ mà mấy chị mua giá này không có đâu cả nhà, đảm bảo luôn. Nha. Rồi. Từ sớm giờ phải nói là màu nâu là ít khi like nhất. Từ sớm giờ màu nâu là ít khi like nhất. 37. 37 là bộ đồ ngủ đó chị em mình. Em bán bằng chung với giá cái áo hả. Nè. Đồ ngủ đó là họ đồ ngủ ăn đông đó. Mấy chị phơm to vải măng gồ xịn lắm. Mặt không cần phải ủi luôn. Không cần ủi ời hết trơn á. Vải mịn mát cực kỳ luôn. Nha. Con này quen với mọi người hay không? Con này quen hem. Quen hem. Đẹp hem. À, màu nâu nha. Rồi thì cũng giống như Ly nói với mọi người, con này sẽ là nó có áo là vải loan và nó sẽ có như có ba hình đá đó. Em sẽ chốt chung cái hình đá như thế này, một kiểu một màu đó ha. Nó sẽ đính đá, nó sẽ làm đá ba kiểu đá như thế này. Rồi chốt Ly con này sẽ là mã số mấy? 38 nha cả nhà. 38. 28. Rồi chốt Ly con này sẽ là mã 38 giúp em. Ok la.
nè. Đó, nó sẽ có ba màu đá như thế này mấy chị, nó có ba ship, nó ship đá, nó ship ba hình đá như thế này nè mấy chị. Rồi cho Ly mã 38 giùm em nha cả nhà. 38 giúp Ly con này, quá đẹp luôn. Mọi người ơi. Rồi lên cho Ly con này sẽ là mã 38 giùm bé con này, 38 nha quý vị. Siêu đẹp luôn mấy chế ơi. Đẹp không? Đỉnh lắm luôn cái con 38 này, bao đỉnh cho cả nhà mình nha cả nhà. Rồi 38 giùm Ly con này, đẹp quá. Con này vừa lon vừa đính hộp luôn á. Vừa lon và vừa đính hộp luôn á cả nhà. 38 nhá. Sao em biết, sao em mê cái kiểu này lắm nè mấy chị. Không biết làm sao luôn nha. Đợi xíu anh chị đang chốt 38 nha cả nhà. Rồi. Em không biết làm sao mà em rất là thích cái kiểu này luôn á. Cái kiểu này em thấy nó đơn sơ đơn giản, không đính hộp đính đá mà, nhưng mà nhìn vô nó rất là sang. Nó vừa loan mà nó vừa dập nổi, nhưng mà cái dập nổi của nó chỉ là nhẹ nhàng một chút xíu thôi. Đó. Đấy ha. Rồi 39 đi ạ. À. Rồi chốt 39 đi con ơi. 39 nhớ em con này. Ok là. Đẹp nhất nét. Rồi cho lên con này sẽ là mã số 39 giùm lên con này nha cả nhà, vải nè. Ôi ôi, cái màu hơi bị xịn luôn. Cái màu hơi bị xịt luôn mấy chá. Dạ. Rồi mã 39 giùm em nha cả nhà. Ok là mã 39 có nước hoa không? Đợi em 5 phút nha. Rồi 39 giùm Ly con này. Ok là các tình yêu. Đẹp nhất nách. 39 giùm em nha cả nhà. Đẹp gì đâu luôn. Nhìn cho Ly cái bài ghim nha cả nhà. Hôm nay bán tất tần tật cho cả nhà, xét bộ xét gì cũng chung giá luôn nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 39 giùm em con này. 39. Đẹp nhất nách. 39, 39. Đẹp quá. Đi đến cái đẹp này, đến cái đẹp khác. Dạ. Mã 39 giùm em nha. Cho chị mấy cái bộ sọc sọc đó đó. Ừ. Chị lên cho khách coi. Bán 75 ngàn luôn. Con chơi tới bến con hến luôn nè. Rồi chơi lên con này sẽ là mã số 39 nha cả nhà. 39. Cố gắng mỗi một chị hỗ trợ cho Ly xin một nút xe livestream giùm em nha cả nhà. Nhìn cho Ly cái bài game cả nhà ơi. Nhìn cho Ly cái bài game nha. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 39 giùm em con này. 39. Có bao nhiêu cái không? Trời đẹp quá. Ôi ôi. Đẹp nha. Đẹp nha. Da 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 la 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 la. Em nói thật luôn ấy, những cái áo này mấy chị mình ai đã từng đi vô shop mấy chị mua ấy, giá rẻ rẻ gì cũng phải 180-200k nha. Cái áo này mã số mấy rồi cường? Vải siêu đẹp luôn. Rồi lên chỗ này, con này sẽ là mã 40 nha mấy bác. 36. 36 cái. Rồi, con này là sẽ làm mã 40 nè cả nha. 40 thì có bao nhiêu đây thôi các. Ok, mã 40 em có nhiêu đây thôi. Rồi, ok cả nha. Đẹp quá. Quá là hay luôn mọi người ơi. Rồi mã 40 dùm em. Mã này là mã 40. Dạ vâng. Đẹp lắm này mọi người, nhìn này cái hộp. Rồi loan. Nó loan nữa mấy bà. Loan nữa. Dạ mã 40. Chốt đây cưng ơi. Mã 40. Xuất sắc chưa mấy cha. Xét gì cũng có. Từ từ đợi em xíu nha cả nhà. Rồi. Đó. Hồi nãy cái màu xanh kia, còn bây giờ là cái xanh này. Mấy bà có thể không lấy được cái xanh kia, lấy xanh này hả. Rồi chốt đây con này sẽ là vả số 41 hả cưng. 41 nha cả nhà. 41. Đẹp quá. Cái loan của nó cực kỳ tuyệt vời luôn mấy chá. Cái loan của nó cực kỳ tuyệt vời. Đẹp xuất sắc. Rồi chơi lấy con này sẽ là mã 41 nha cả nhà. Hơi bị đỉnh luôn. Rồi chơi lấy mã 41 giùm em nha. Tí xíu em cho mấy chị coi một cái áo ba lỗ của nó nè. Nhá hàng trước thôi nha. Chứ bây giờ em đang chốt cái 31 nha.
Em nhá hàng trước cho mấy bà nhìn coi cái áo ba lỗ của người ta nè, nó xịn gì đâu luôn. Đó, ba lỗ hả nha, ba lỗ hả nha, mà nó đẹp cỡ đó đó. Nhưng mà chưa đâu, chưa, khoan từ từ. Ba lỗ em nói là ba lỗ em hồi nãy là đi nói là rồi, con này sẽ là mã 41 giùm em nha, 41 giúp em phơm lửng đi cưng. Từ từ nha, từ từ giáo dũng nhừ mấy chị ơi, sẽ live stream giúp em. Mấy chị thấy không, cáo ba lỗ của người ta thôi mà nhìn nè, nhìn nó đẳng cấp chưa. Bởi vì em nói là hàng ăn đông mấy chị, em không cần phải nói, mấy chị nhìn vô cái là mấy chị biết liền, nó xịn lắm. Rồi con này mấy chị cho Ly, con này sẽ là mã 41 nha cả nhà, 41 giùm em con này. 41 nha. Ok, thần thánh nữa nè, đó, sức khỏe nhập thần nè. Nhìn cái màu trước đi, không có cần phải nói nhiều, nhìn cái màu trước nè. Nhìn cái màu áo nè, cả nhà nhìn đây, đẹp không? Trời ơi, 42. Mã này mấy chị chơi lên con này sẽ là mã 42 giúp em con này nha cả nhà, 42 giùm Ly. Siêu đẳng cấp luôn mấy chị ơi, đẹp quá đi thôi. Rồi chơi lên con này sẽ là mã 42 giùm em. Ủa alo, cái này là gì? Cái này nãy like rồi. Rồi 42 giúp em con này, 42. Ủa cái form này dễ mang vô cùng luôn mấy chị. Cái form này mấy chị mặc cái gì cũng đẹp trơn á. Rồi 42 giùm em nha. Dạ em, nước hoa hả? Ok, nước hoa, sóng này đi lên nước hoa cho mấy chị nha. 40 này là 44 mấy, 42 giúp em con này, 42 nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chứ Ly, con này sẽ là mã 42 giùm em, mã 42 giúp Ly nha. Ủa tổng cộng là có một bao nhiêu hàng? À, rồi nhớ rồi, 1,5 không? À, 40 mấy rồi, 42. Ôi, bả trái bùi chép nè, 42 luôn chưa, chuẩn bị tinh thần chưa, chuẩn bị tinh thần chưa, tôi lên con 43 nè, tôi nói thiệt luôn á. Mấy bà cho dù hồi nãy mấy bà có những cái màu khác rồi, mấy bà nhìn vô cái màu này chắc chắn mấy bà sẽ đặt thêm, cấm hủy cấm xả trên mọi hình thức nha mấy bà. Tại vì cái lô này em nói thật luôn ấy, cái lô này không bao giờ mà có mà hàng sale mà tuồn ra được, không bao giờ có hàng sale để mà tuồn ra được để bán hàng này. Tại vì hàng này hot hòn hòt, người ta đang Nguyễn Trãi, người ta đang bán 200 mấy nghìn một chiếc mà. 40 mấy hả? 43 cả nhà mình ơi, màu nè, chịu nổi không? Chịu không nổi thì chốt đi. Rồi chơi lên 43 giúp em con này nha cả nhà. 43 chốt đi, tím, trời ơi tím nó ghiền mọi người ơi, đã quá. Em nói rồi, cái màu này mấy bà nãy giờ mà có đã chốt giành được cái màu này rồi đúng không? Nhưng mà lên cái màu này đảm bảo chị em mình sẽ chốt thêm. Cái màu này cực kỳ đẹp ha Tiền ha. Đẹp quá luôn á trời. Nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 40. 43 giúp Ly con này nha. 43 giùm em ạ. À. Trời đã quá. Thấy chưa? Đẹp nhất nét chưa? Lên đồ bộ đi cưng, yên tâm nè, đồ bộ nè, đỉnh nè. Ừ, bán 75.000 luôn á, nguyên một bộ luôn á. Việt Nam nói là làm đấy. Đó, đẹp vậy đó, nhưng mà từ từ, cái gì cũng từ từ. Bây giờ hàng hot không mà cái gì cũng hot trơn á, rồi bây giờ là lên cái gì từ từ trước nha. Rồi, ok cả nhà, hả Kim, hả Lai cho Ly nhiều vô mấy bà ơi, con này 43. Thế hả? 43 dùm em hết hàng. Rồi, 43. Trời, cái này có 14 cái nè, xin quý vị. 14 con. Duy nhất 14 con, nhìn cái màu là chấn động liền. Cái màu chấn động liền là từ từ, từng giai đoạn một mấy chị ơi. Bốn này là bốn mấy à? 44 á cả nhà. Mã này mấy chị cho lên con này sẽ là mã 44 nha. Quá đẹp rồi các chị mình ơi. Rồi 44 nha, có 14 cái sẽ thuộc về tay ai ạ? À? Rồi 44 giúp em, 14 em duy nhất. Đẹp lắm luôn màu nè. Nhìn cái vải nè mấy chị ơi. Cái vải này á nó đắt tiền. Những cái áo đính hộp như thế này là người ta chịu bán sale cho Ly rồi, Ly về nhà hàng, Ly về nhà rồi, nhưng mà có vỏn vẹn có vài trăm cái thôi, Ly không đủ hàng để Ly like cái ngày thứ bảy, thành ra là Ly gán cố gắng Ly năn nỉ bên cái chỗ này nè, em năn nỉ người ta thôi, bán thêm mấy cái vải lon này cho Ly đi, Ly mới đủ hàng Ly bán trong một buổi like. Xong rồi cái chị nói để ta suy nghĩ,
Xong là em nghỉ thứ bảy, em nghỉ chủ nhật để em đợi cái lô này, để ba bán cái lô này cho Ly nè, cái lon nè, vải lon này nè. Đẹp không? Rồi con này 44 giúp em. Mã 44 giùm Ly con này. Rồi. Nay chốt đã luôn được 6 cái rồi, sao bà hay với bà Hoàng Lê? Quá trời người chốt không được mà chốt được 6 cái rồi. Hay dữ hả? Là Ly hết nha. Rồi bây giờ là bây giờ nhí nha nhí nhảnh cho mấy chị một xích đồ bộ nha. Đồ bộ em bán đồng giá luôn ấy cả nhà. Dễ thương không? Cái quần nè, đẹp lắm. Em bán hoang dã luôn nha. Nè, cái quần nè. Rồi cái áo nè, trời ơi 75.000. Ôi ơi. Bởi vậy em nói rồi, mấy chị ở live của em đi, nó không có, nó chỉ làm mấy chị sướng thôi. Rồi bốn mấy kìa. Đồng giá hết nha mấy chị, đồng giá hết. Con này mấy chị cho lên bảo 45 nha. Nè. Rồi ơi, phơm bự phơm to nha cả nha. Rồi 45 giúp em đẹp không? Bảy mấy ngàn mua bộ đồ đã cái nư chưa bà con ơi. Cho dù em nói thật luôn, cái bộ đồ ngủ mấy chị mà mua của Ly nè, cái bộ đồ ngủ một chút xíu em lên bộ đồ ngủ cho chị em mình xịn lắm. Bộ đồ ngủ mấy chị mua 75.000 bao xịn sò nha mấy bà. Hả tim hả like cho Ly nhiều nhiều vô nha các chị. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 45 giùm Ly con này, mã 45 nha cả nhà. Siêu đẹp siêu ngất ngay. 45 hết đây. Áo ba lỗ hả? Đó, ok, để Ly lên áo ba lỗ cho từ từ. 46. Dạ, cho mấy chị mãn nhãn cái bộ trước nè, cho mấy chị đã cái nư trước nè. Không thôi mấy chị nói Ly nói đồng giá hết nhưng mà không lên bộ, ở toàn lên áo không à. Thật sự luôn ấy cả nhà. Rồi cho Ly con này sẽ là mã mấy? 46 giùm em con này, mã 46 nha cả nhà. Rồi lên 46 đi. 46. Cái nơ này là nó đi trùng, nó thiêu lên luôn cái màu vải của cái quần, thành ra là nó sẽ gáp vô nguyên bộ như thế này. Rồi cho Ly mã số 46 nha cả nhà. 46 giùm em. 46 đây cho mấy bà coi cái bộ này nè, dập Ly luôn nha. Không bao giờ mấy chị đi hỏi hết dân mà kinh doanh hàng sale, mà hàng sale chính lâu năm luôn á. Mấy chị mà mua được cái bộ dập Ly này với giá 75.000, cái gì em Ly cũng chịu. Thiệt sự, nhưng mà lỡ hứa với chị em mình rồi. Lỡ hứa với chị em mình bán 75.000 em bán luôn dập Ly nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái bộ đồ nè. Đỉnh chưa? Mã số 47 lên. Cái quần nè, nhìn nè. Đây cả nhà. Rồi 47 lên đi cơ. 47 giúp Ly con này nha cả nhà. Ok là. Ừ. Rồi 47 nha cả nhà. Đấy. Mấy chị hỏi hết dân kinh doanh hàng sale mà cái dập Ly này mà vải mango nha. Đúng chuẩn vải mango mà cái bộ dập Ly này không bao giờ có giá này. Mã 47 giúp em nha bà con. Đẹp xuất sắc. Vải đẹp lắm mọi người ơi. 47 giúp Ly nha. Mấy chế nha. Ok cả nhà 47. Áo còn không? Còn chứ. Từ em like xem kẻ cho mấy bà. Ly like xem kẻ cho mấy bà cứ yên tâm, ở yên ở đó, nghe. Rồi, 47 có mấy bộ. Rồi, cho chị cái đống đó dồn lên đây luôn cơ. Rồi, 48 ạ. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em nha, nhận được tin nhắn là có nè. Rồi mấy chế cho Ly con này sẽ là mã 48 quý vị ơi. 48, cổ lên, cổ lên. Rồi bảy mấy ngàn mua đã luôn, chưa hết tiền nữa, thiệt luôn ấy. Mua đã luôn chưa hết tiền nữa. Bảy mấy nghìn một sản phẩm. Nhưng mà hàng nhà Ly thì em cũng giống như Ly nói với mọi người á, mọi người đừng lo về chất vải để em lo cho. Mấy chị cứ việc là lên, thấy kiểu đẹp thì chốt, chốt liền, đừng nói nhiều. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 48 nha cả nhà, 48. Nhớ hạ kim hạ like cho Ly nhiều nhiều vô. Hôm nay đặc biệt ngày hôm nay đồng giá cho chị em mình nha mọi người nha. 48. Ủa cái này còn cái hả? Còn màu này hả? Trời bị sót rồi mấy chị. Ly bị sót nè, con này có 15 cái thôi. Hàng này chuẩn hàng ăn đông cho chị em mình. Đẹp không? Con này mấy chị cho Ly con này sẽ là mã 4 mấy nè. 49 nè. Trời màu. 15 cái chốt 49 nha. Mấy cái áo này mấy bà nãy giờ mấy bà chưa được cho tức lắm luôn nữa thiệt á. Còn nhưng mà còn lẻ nhiều á cả nhà, cố gắng ha. Con này mấy chị cho Ly con này sẽ là mã 49 giùm Ly nha cả nhà. Này quá mấy chứ rồi, đỉnh của chốt. Con này về mấy chị mặc chung với quần jean rồi cực kỳ đẹp luôn á. Rồi mã 40 mấy nha cưng ạ. 49 giùm em nha bà con. Rồi ok cả nhà, mã 49 giùm em.
quá xịn sò, áo ba lỗ đi cưng, ok. Để tôi áo ba lỗ nhá hàng không lên tức lắm luôn rồi. Ok, đi lên cho nha. Đây, cho lên con này sẽ là bảo 40. 49 nha cả nhà, 49 có 15 chuyến lên rồi, đẹp quá. Không thấy cái mặt của tinh. Rồi 49, cái này của ai vậy? Cái này có không? Bán rồi hả? Có chốt luôn chưa? Rồi 49. Ok. 49. Nước hoa đợi ly 5 phút nha mọi người nha. Đó, bây giờ nước hoa đây nè, em có một cục vậy thôi. Nhưng mà mọi người, em ly sợ bốc cho mấy chị á. Nè, hàng này là hàng chính phẩm nha. Thơm cực kỳ, thơm dai lắm luôn. Một ống như thế này á, là ly sẽ bán cho mấy chị 20 cành một ống. Nhưng mà mấy chị lấy cho ly 3 ống, ly sẽ bán 3 ống 50 nghìn thôi. Vì là do hàng này bữa hôm ly bán 5 ống 100, nhưng mà nó hết hàng rồi. Hôm nay có bao nhiêu đấy thôi. Thơm cực kỳ dai. Hàng này chị, những chị em Việt Kiều mà có hay có Việt Kiều về là nhìn vô là biết hàng này liền. Không một ai có hàng này bán, chỉ có mình Ly có bán nha. Rồi cho Ly con này sẽ là 3 ống 3 ống. Ly sẽ bốc cho mấy chị 3 ống khác mùi nhau, 50 cành 3 ống. Cả nhà comment cho Ly 3 ống là được. Cái con đó, cái hàng này chỉ bán lại cho những chị khách quen đã từng mua của Ly rồi, biết chất lượng rồi thì cứ lên bình luận cho Ly. Còn tại vì có nhiêu đây, chia ra được bao nhiêu combo. Cho Ly con đó là sẽ là 3 ống 3 ống giùm em nha cả nhà. 3 ống đó Ly bán cho mấy chị 50 cành, nước hoa hàng chính phẩm. Cái con đó đó mấy chị ơi, con này nè, thay vì cả nhà mình đấy, cả nhà mình mua cho Ly á, mua cho Ly một cái chai nước hoa 3-4-5 triệu, mấy chị vô trong cái các mò lớn, mấy chị mua cho Ly một cái chai nước hoa 3-4-5 triệu thì người ta sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một tiết này để cả nhà mình về mình xịt nha. Đó rồi, 3 ống 50 cành 3 ống mấy chị về xài thử đi. Và nhớ dùm em nè, những chị nào mà mới xài đấy, mấy chị xài cho Ly á, nhớ giữ lại cái vỏ. Xài cái mùi đó mà nó thích quá, nó dai quá, nó thơm quá, xách cái vỏ ra các trung tâm lớn, trung tâm thương mại lớn, tìm cho Ly mua chai lớn để xài. Xịn lắm luôn mọi người, thơm cực kỳ dai, thơm bao dai chị em mình. Đó, hàng này em nói thật luôn, 3 ống. Tại vì hiện tại bây giờ em sợ mấy chị ơi, em bán 5 ống cho mấy chị cũng được ấy. Nhưng mà em sợ bị trùng mùi nha, bị trùng mùi, tại đợt này nó có ít mùi lắm. Đợt này nó có 4-5 mùi thôi. Thành ra Ly sợ, em Ly sợ mấy chị chốt 5 mùi thì nó sẽ bị trùng mùi. Thành ra là em muốn bán cho mấy chị 3 ống như thế này để cho chị em mình được 3 mùi khác nhau luôn. 3 mùi khác nhau luôn nha. Rồi cho Ly con đó sẽ là 3 ống 3 ống giúp em nha cả nhà. Có 100 ngàn hả? Ơ quên lộn, 50 ngàn hả? 50 ngàn. Bữa hôm Ly bán là 5 ống 100 ngàn nhưng mà đợt này về vỏn vẹn có một túi duy nhất thôi, một túi này. Về vỏn vẹn có duy nhất một túi này nhưng mà nó có 4 mùi vậy thôi. Thành ra là em Ly sẽ bán cho mấy chị 3 ống để mấy chị không có bị trùng mùi với nhau. Đấy, để cho mấy bà nào, ai những chị nào mà xài cái hàng này nè, nhớ giữ lại cái vỏ. Để làm chi? Hồi mốt mà cái mùi đó mấy chị thích quá, mấy chị ra các trung tâm thương mại lớn mấy chị tìm mua chai lớn nhá. Thơm lắm, xịn lắm, dài lắm. 3 ống 3 ống giúp em nha. Mấy chị vào xem tin nhắn giùm em nha. Tôi thích nước hoa đó cực kỳ. Tại vì hàng chính phẩm mà mấy chị, tôi thích nước hoa đó cực kỳ nè. Lâu lâu mới có thôi. Tại vì hàng đó hàng chính phẩm mà, chứ không phải là mấy cái hàng mà kiểu như những cái hàng mà rep 11 hoặc là hàng trung nó nháy lên, không phải. Hàng này là hàng chính phẩm. Những chị nào có Việt Kiều đồ hay có Việt Kiều mà về nước á, mấy chị hay lấy những cái ống này nè. Chứ mà những cái mà dưỡng da đó là người ta hay tặng cho làm quà cho mấy chị mấy cái này nè. Là hàng chính phẩm. Mỗi một đợt Ly có một ít thôi, không có nhiều. 3 ống 3 ống giúp em nhớ. Có 100 nghìn, 50 nghìn 3 ống á mấy chị. Năm chục cành 3 ống. Anh Trí đang trốn á, mọi người cố gắng. Dạ. Hàng đó đa số mấy chị thấy không, em không cần dơ lên, không có cần dơ lên. Tại vì khách quen á, là đã từng xài của Ly rất là nhiều đợt rồi. Cứ vài tháng là có một đợt, nhưng mà đợt nào cũng có ít vậy thôi à. Thành ra là chủ yếu là em không, mấy chị thấy không, nãy giờ em dơ lên chưa tới 5 giây nữa. Em dơ lên cái chưa tới 5 giây, em không cần dơ lên. Em không cần dơ lên, tại vì khách quen nhà Ly đã từng xài qua hết rồi. Thành ra là chỉ cần có hàng là người ta dứt thôi. 3 ống 50 nghìn nha cả nhà. Nãy là giờ Ly dơ lên chưa tới 5 giây nữa là chốt hết hàng rồi đó. Tại vì nó có ít lắm mấy chị.
Cảm ơn chị vào xem tin nhắn giùm em nha. Bữa hôm mua chai C khờ hả? Mua chai C khờ. Nó xịn không? Xịn không? Đó thì Ly nói lâu lâu Ly có mấy cái lô đó đó. Mua đã lắm. Nha nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã. Ủa, mã ba ống, chưa khoan anh Chí đang chốt mã ba ống mấy chị ơi. Hình như có 100 combo à, đúng không? Xịn lắm, xài bao dai luôn, dai cực kỳ dai. Mấy chị lấy 6 ống, 9 ống sẽ bị trùng mùi nha. Chị nào mà lấy 6 á, lấy 9 sẽ bị trùng mùi đó mọi người, nên là thôi lấy 3 thôi. Em sợ mấy chị trùng mùi. Nếu mà mấy chị ok trùng mùi thì em máy tại vì có bao nhiêu đó à. Thành ra là em cũng muốn cho mấy chị bán cho mấy chị 5 mùi á chứ. Tại mạng bị yếu nữa rồi. Buồn quá như nào. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em, nhận được tin nhắn là có hàng. Đường truyền nó không ổn định, mọi người thông cảm giùm em xíu nha. Nếu mà có vấn đề gì thì cứ ở yên trong cái line đó và em Ly sẽ có lên lại cho cả nhà. Em Ly sẽ chờ nó để lên tiếp tục á mọi người. Ba ống còn không? Rồi ok, còn 10 chị nữa thôi. Rồi cho chị tiếp mở số đi. Ha. Hàng chi bị rớt mạng rồi. Rồi mã 50 đi, chốt với cả nhà. Rồi chốt lấy con này sẽ là mã 50 nha mọi người. Rồi em Ly bán hàng vui tính chất lượng vậy. Em cảm ơn chị Đăng Lê, em cảm ơn chị nha. Rồi cho Ly con này sẽ là mã số 50 nha mấy chị. Một cái áo ba lỗ 75. Rồi cho Ly con này sẽ là mã 50, hồi nãy mấy chị chọn mà. Mấy chế mình chọn đúng không? Lúc nãy Ly nói là áo ba lỗ Ly sẽ bán 69, còn những cái áo còn lại Ly sẽ bán 79. Thì chị em mình muốn chọn cái chung chung á là Ly bán chung chung đồng giá hết 75 ngàn hết luôn, lựa lấy gì lấy. Thì mấy chị chọn đúng không? Rồi cho Ly con này sẽ là mã số mấy? 50 với con này mã 50 mấy chị ơi, mã 50 nha cả nhà, mã 50. Con này chắc nghi là nó là của em nè, nó bị lem một xíu, nhưng mà mọi người cứ chốt đi, em còn mấy cái còn lại nha, hồng nhạt. Con này sẽ hồng nhạt, đính đá đính hồ. Mã này mã 51 giùm em, 51 cái này chị lấy nhé, 51. Rồi chốt lên con này sẽ là mã 51. Ok cả nhà, mã 51, nhìn cái áo đính đá của người ta cũng xịn, vô cùng xịn. Vô cùng xịn luôn nha cả nhà. Rồi mã 51 giùm em cái đó của em, để em tại vì nó hơi bị lem một chút xíu ấy. Nó hơi bị dính vô chút xíu để em mặc cho. Để em mặc cho. Rồi 50 mấy rồi, 51 rồi đúng không? Rồi cho Ly con này sẽ là mã 52. Nhìn cho Ly cái bài game nha, tất tần tật đồng giá cho chị em mình. Rồi cho Ly con này sẽ là